cá đây chắc rất là thích nhá. Rồi, ok la chưa? Mạng ổn định chưa ạ mọi người ơi? Mạng ổn định chưa ạ? Các chị thấy mạng có ok không ạ? Các chị comment cho em là ok nhá mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy mạng có ok la không ạ? Các chị comment cho em là ok nào. Các chị comment cho em là ok đi ạ. Các chị đã sẵn sàng săn sale chưa nào mọi người ơi? Các chị đã sẵn sàng săn sale chưa ạ? Các chị comment cho em là sẵn sàng nhá. Để em bắt đầu em lên phục vụ các chị này. Rồi, một đứa vào đây phụ chị đi. Một đứa vào đây phụ chị đi. Nào các chị ơi, các chị comment cho em là ok. Thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em mọi người ơi. Thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em nào. Để em lấy lại cái tinh thần nào, em xúc lại cái tinh thần phát các chị ơi. Ok la nào, các chị comment cho em là ok đi ạ. Các chị đã sẵn sàng săn sale chưa? Các chị comment cho em là ok nào mọi người ơi. Thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em nha các chị nha. Tất cả những mã đằng sau em đang cho em có bán. Các chị thích xem cái gì? Các chị thích xem cái gì, các chị comment cho em là ví dụ như là xem áo vịt xanh, xem áo Mickey Bear, xem áo mèo đỏ, xem áo mặt cười xanh, ok la chưa ạ? Tất cả những mã treo đằng sau là nhà em có bán, các chị comment cho em là ok, ok la luôn này. Em ơi chuẩn bị tất cho chị nhá, chuẩn bị tất cho chị nhá, ok là các chị thích xem cái gì các chị comment cho em là xem. Được chưa ạ? Hello mọi người, hello mọi người, thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi mọi người ơi. Ok la chưa nào, follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước giúp em. Ngày hôm nay em sẽ xả toang kho các chị luôn. Giá lợn chết nhá mọi người nhá, xả toang kho các chị giá lợn chết. Ok chưa ạ, ok la nào, các chị comment cho em là ok. Các chị đã sẵn sàng chưa, các chị comment cho em là sẵn sàng không em? Các chị sẵn sàng, các chị comment cho em là sẵn sàng nhá mọi người ơi. Ok la luôn. Nào các chị comment cho em là sẵn sàng đi. Em rất cần một người mở hàng cho em quả này nhá mọi người nhá. Em rất cần một người mở hàng cho em quả này. Em lên cho mọi người mã đầu tiên. Nào các bạn ơi, tập trung nào mọi người ơi. Ok la chưa, em lên cho mọi người mã đầu tiên nha. Mọi người thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em nhá mọi người. Ai bị ẩn comment thì các chị thoát ra, vào lại, các chị thả like, thả tim mạnh mẽ lên giúp em. Ok la chưa, áo em mặc có bán lát em tặng các chị luôn. Áo em mặc lát em tặng các chị luôn nhá mọi người nhá, thả like, thả tim mạnh mẽ lên. Mã đầu tiên em lên đơn cho các chị. Mã đầu tiên em lên đơn cho các chị là mã hàng toang kho 1 giúp em nhá mọi người. Các chị comment cho em là toang kho 1 kèm số điện thoại. Cú pháp chốt đơn toang kho 1 kèm số điện thoại giúp em, được chưa? Các chị nhớ cú pháp chốt đơn chưa mọi người ơi? Được chưa mọi người, ok la chưa? Ok la chưa mọi người? Toang kho 1 em tặng các chị luôn. Một set tất như thế này, một set tất sẽ gồm có 5 đôi. Được chưa ạ? Mùa hè mình cũng phải đi tất mà mùa đông mình cũng phải đi tất. Đi giày mà không đi tất thì thà đi chân đất còn hơn. Ok, các chị thích xem cái gì các chị comment cho em là xem. Nhá mọi người nhá, các chị thích xem cái gì các chị comment cho em là xem. Mã này của nhà em là mã hàng toang kho 1, em tặng em kỷ niệm các chị chưa bao giờ em bán giá này. Ok là chưa ạ? Rồi, các chị lên đơn cho em mã hàng toang kho 1 kèm số điện thoại em tặng các chị. 51.000 đồng một set tất. Quá là rẻ luôn, 51.000 đồng một set tất nhá mọi người nhá. Toang kho 1 giúp em 51.000 đồng. Cú pháp chốt đơn toang kho 1 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? 51.000 siêu đẹp luôn. Siêu đẹp. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Ok, em nhận đơn toang kho 1. Ok, em nhận đơn toang kho 1 nha. Các chị thích bao nhiêu set các chị comment giúp em. Toang kho 1 giúp em, nhân viên nhà em đang để giá là 95.000. Em bán tặng các chị là 51.000 đồng. Quá là rẻ luôn, tỷ lệ bằng nhau luôn. Một set sẽ bao gồm 10 đôi cho chị em mình. Toang kho 1 kèm số điện thoại 51.000 nha mọi người nhá. 51.000 đồng. Ok la chưa? Mã hàng tiếp theo là mã hàng toang kho 2. Toang kho 2 em có số lượng cực kỳ ít. Sờ lờ cờ hờ nhá mọi người ơi, số lượng có hạn. Ok la chưa ạ? Sờ lờ cờ hờ, số lượng có hạn cho em. Mã hàng toang kho 2 của nhà em là một bản CC. Ai nhận được tin nhắn shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn, nhà em sẽ không đọc tên chốt đơn nhá mọi người nhá. Ai mà không nhận được tin nhắn thì nhà em hết hàng rồi, các chị hoan hỉ đổi sang mã khác giúp em. Được chưa ạ? Mã hàng toang kho 2 giúp em. Toang kho 2 em tặng em kỷ niệm các chị em phiếu các chị luôn 83.000 đồng. Lưu ý cho em đây là bản CC cao su nổi. Cú pháp chốt đơn ạ. Toang kho 2 kèm số điện thoại. Giá bao nhiêu ạ? 88
88.000 đồng nhá mọi người nhá, 88.000 đồng cho mã hàng toang kho 2 giúp em 88.000 đồng, chuẩn bị cho chị mã bôn men đằng sau em rồi. Toang kho 2 giúp em 88.000 đồng mọi người. Comment cho em là toang kho 2 hoặc là TK2, toang 2, ok là chưa ạ? 88.000 đồng nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn là toang kho 2 kèm số điện thoại giúp em. Ok em nhận đơn toang kho 1, ok. Toang luôn các chị ơi, thôi chết rồi, em biết ngay và cứ hôm nào em lên mấy cái quả cú pháp này là em toang ngay. Toang kho 2 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 88.000 chưa ạ? 88.000 đồng bổ sung. Bổ sung số điện thoại các chị yêu ơi. Ai có đơn rồi thì các chị comment cho em là toang kho 2 rồi. Khách mới vui lòng chuyển khoản cọc giúp mình 100.000 nhá. Khách mới vui lòng chuyển khoản cọc giúp em 100.000 đồng. Mã này của nhà em là mã hàng cô gái gấu râu. Xinh xỉu luôn, mã này đang rất là hot. Hot hit không cần giật tít luôn, ok. Toang kho 2 và toang kho 1 không phải là combo đâu. Toang, toang luôn, bán giá lợn chết luôn. Ok là chưa ạ? Mã này là mã toang kho 3 giúp em. Toang kho 3 kèm số điện thoại giá bao nhiêu ạ? 89.000 đồng. Siêu đẹp. Nếu không đẹp em Huyền không bán cho đỡ mất thời gian. Toang kho 3 màu nâu tây siêu xinh. Toang kho 3 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 89.000 đồng em ơi, quá là rẻ luôn. Toang kho 3 89k. Quá là rẻ luôn, ok là. Nào, ai đang săn hàng siêu cấp VIP? Em sẽ đập hộp cho các chị. Siêu cấp VIP tiền triệu, hôm nay em đập hộp cho các chị tiền chục, tiền trăm luôn. Ok em nhận đơn toang kho 2, ok em nhận đơn toang kho 3. Toang kho 2 ai nhận được shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn là các chị có đơn. Ai cứ nhận được tin nhắn shop cô gấu cập nhật đơn hàng của bạn là các chị auto có đơn. Ai không nhận được tin nhắn thì các chị vui lòng chuyển sang mã khác giúp em. Toang kho 3 bổ sung số điện thoại giúp em chị yêu ơi. Toang kho 3 bổ sung số điện thoại. Nếu các chị chốt được đơn 1, đơn 2 rồi, các chị comment cho em là toang kho 3 dồn đơn, được chưa ạ? Sau 10 tiếng đến 24 tiếng. Sau 10 tiếng đến 24 tiếng nhân viên nhà em sẽ gọi điện chốt đơn nhá mọi người nhá. Ok là chưa ạ? Mã này của nhà em lên đơn cho em. Bên này khách mới cộng giúp mình nha bạn ơi. Siêu cấp VIP tiền triệu, ngày hôm nay em bán cho các chị tiền chục, tiền trăm luôn. Mấy màu em ơi, toang kho các chị ơi, mã là toang kho nhá mọi người nhá. Em này có mấy màu? Chỉ có một màu duy nhất trên cái cuộc đời này eo ơi, dành cho người may mắn nhá mọi người ơi. Mã này nhà em mới về nhá mọi người nhá, dành cho người may mắn. Và các chị ơi, màu này của nhà em là phiên bản mới nhất luôn, màu đẹp nhất quả đất luôn. Em dành tặng cho các chị, được chưa ạ? Ok là chưa ạ? 246 người, 285 người và bên này là hơn 200 người đang xem. Ok là chưa ạ? Hơn 700 người đang xem. Nhưng số lượng chỉ có 20 chiếc thôi nhá mọi người nhá. Tỷ lệ chọi gọi là 20/700 mọi người ạ. Tỷ lệ là 20/700 cho em một bản bôn men siêu đẹp. Phiên bản này của nhà em là phiên bản dập nổi, các chị thấy em. Các chị thấy em hóa thân thành một con người khác chưa? Phiên bản dập nổi giúp em. Phiên bản dập nổi tráng gương màu vàng ạ. Được chưa ạ? Dành cho 20 người may mắn nhất trong buổi livestream ngày hôm nay. 226.000 đồng. 226 cho em. Cú pháp chốt đơn ạ. Toang kho 4 kèm số điện thoại. Giá bao nhiêu ạ? 226.000 đồng. Eo ơi quá là rẻ luôn, các chị nhìn màu này. Đỉnh đét luôn, màu này các chị ơi, mặc lên này các chị ơi. Nâng đến 7 chân kính luôn mọi người ơi. Mã hàng của nhà em là toang kho 4 kèm số điện thoại giúp em nha các chị nha. Chất liệu da cá chân cua, nỉ da cá chân cua giúp em. Hàng siêu cấp VIP đây mọi người ơi. VIP vìm vịp đây mọi người ơi. VIP vìm vịp. Toang kho 4 kèm số điện thoại giúp em nha mọi người nha. 226.000. Ôi 226.000, được chưa ạ? Xỉ nha mọi người ơi. Riêng ngày hôm nay xỉ mua mã này. Em xin phép bỏ tiền túi của nhà em ra em trợ giá cho các chị. Nổ luôn cho xỉ giá 1XX, được chưa ạ? Riêng xỉ là em trợ giá lỗ cho các chị luôn, 1XX luôn, em nhập vào là hơn 200. Em bán cho các chị là 200 bao nhiêu ạ? 200 bao nhiêu ạ đây? 200 bao nhiêu? 226.000. Giá 226 không có trong danh sách chuyên mục bán. Các chị ạ, 226.000 cho em. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Toang kho 4 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 226.000 đồng. Quá là đẹp luôn mọi người ơi. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn các chị ơi. Mã tiếp theo lên đơn luôn cho em này mọi người ơi. Em sẽ lên lần lượt mã cho các chị, được chưa? Ngày hôm nay các chị sẽ shopping không cần nghe giá luôn. Các chị ơi, hôm nay sướng cực kỳ luôn. Shopping không cần nghe giá, thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi mọi người ơi. Ok la luôn này, ok em nhận đơn toang kho 4. Ok em nhận đơn toang kho 4 nhá. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi mọi người ơi. Năm nay quá là hot cái màu tím này luôn các chị ạ. Năm nay nó quá là hot cái màu tím này luôn các chị ơi. Phê đét nét căng luôn. Nhìn giúp em hàng thái
của nhà em 100% là chất cốt tông. Được chưa ạ? Không bay, không dão, không xù, không sổ lông. Riêng em này em bảo hành cho các chị mặc 3 năm giặt thoải mái không vỡ hình. Ok la chưa ạ? Nhớ nhá, hàng Thái của nhà em. Em bảo hành cho các chị giặt 3 năm thoải mái không vỡ hình. Được chưa ạ? Nhà em đang xỉ em này với giá là 145.000 đồng. Ngày hôm nay em bán lỗ cho các chị luôn. Cũng là phần thưởng dành cho người may mắn. Toàn kho 5 kèm số điện thoại giúp em. Được chưa ạ? 122.000 đồng. Toàn kho 5 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Form thoải mái luôn. Dưới 60-65 cân các chị mặc ok la. Nhá mọi người nhá, nam dưới 75 cân các chị mặc được. Mã hàng là toàn kho 5 kèm số điện thoại giúp em ok. Vẫn lên toàn kho 4 ok các chị ơi. Toàn kho 4 từ từ nha, em dừng hình toàn kho 4 nha các chị nhá. Toàn kho 4 nổ đơn quá nhiều rồi, em dừng hình nhá. Được chưa ạ? Mã này các chị lên đơn cho em là toàn kho 5 kèm số điện thoại giúp em, nhìn này. Đẹp vô cùng, 100% là chất cốt tông. Đẹp vô cùng đẹp. Khách mới các chị bổ sung địa chỉ giúp em. Mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc nhá mọi người nhá. Mua trên 2 sản phẩm Nguyên Anh nhá. Mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em. Đến sản phẩm thứ 3 các chị vui lòng cọc giúp em. Còn đâu 2 sản phẩm nhà em sẽ ship code cho các chị, được chưa ạ? Không khó khăn gì nhưng mà hàng bán rất là rẻ. Hàng bán rất là rẻ các chị ơi. Mà khách gọi là không đủ hàng mà bán thì em sẽ khách chốt cho khách ưu tiên khách cọc trước, được chưa ạ? Mã này các chị lên đơn cho em là toa con 5 kèm số điện thoại giúp em. 122.000 đồng nhá mọi người nhá. Mã tiếp theo là toang kho 6. Toang kho 6 của nhà em là một set len. Mã này em cũng toang luôn các chị, xỉ bằng lẻ này. Mã này nhà em nhập vào là hàng 250.000. Hôm nay em bán toang kho cho các chị luôn. Lỗ 40.000 một set luôn. Được chưa ạ? Nhà em đang có hơn 30 set. Lỗ hơn 1 triệu cho mã hàng này luôn. Lỗ hơn 1 triệu cho mã hàng này luôn. Ok nhận cọc này. Ok nhận cọc nhá. Rồi ok la, gửi view và inbox giúp em mọi người ơi. Mã tiếp theo của nhà em là mã hàng toang kho 6. Là một set len, chất len mông tơ ghi dày dặn hàng chuẩn Quảng Châu cao cấp như thế này. Em có hai màu, màu trắng và màu xám. Em có hai màu, màu trắng và màu xám giúp em. Cú pháp chốt đơn ạ. Toang kho 6 kèm màu kèm số điện thoại. Em có toang kho 6 màu trắng và toang kho 6 màu xám giúp em. Em có hai màu. Ok la, toang kho 5 em nhận đơn. Ok, toang kho 5 em nhận đơn. Ok. Ok, toang kho 5 ok ok các chị ơi. Toang kho 6 giúp em. Lên đơn cho em, toang kho 6 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Siêu đẹp luôn. Xả lỗ cho các chị luôn. Em chỉ còn đúng 5 bộ duy nhất thôi. À đâu, em còn có 40 mấy bộ nhỉ, 45 bộ à? 45 bộ nha các chị nhá. 45 bộ à? 25 cộng với mười mấy. Không phải. Còn 43 bộ. Thôi em 43 bộ mà cứ cộng linh ta linh tinh các chị ạ. Nhục lắm thôi các chị ơi. Thôi em sẽ không nói số má với bọn nhân viên nhà em đâu các chị ạ. Nó toàn chém em thôi. Các chị ơi lên đơn giúp em mã hàng toan kho 6. 219.000 đồng. 219.000 đồng. Mã này là toan kho 6. Toan kho 5 là màu tím. Được chưa ạ? Toan kho 6 em có màu trắng và toan kho 6 em có màu xám. Nhá mọi người nhá. Toan kho 5 là màu tím cơ, không phải đâu. Mã này là toan kho 6 giúp em. Toang kho 6 lên đơn cho các chị là màu xám. Và toang kho 6 em lên đơn cho các chị là màu trắng. Áo len mông tơ ghi. Được chưa ạ? Đẹp vô cùng luôn. Toang kho 6 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 200 bao nhiêu ạ bạn ơi? 219.000. Ôi 219.000. Quá là rẻ luôn. Toang kho 6 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 219.000 đồng. Mua 100 bộ cũng không có mà bán. Được chưa ạ? Mua 40 bộ vẫn là 219.000. Ok em nhận cọc nhá mọi người nhá. Ok các chị cọc, các chị gửi cọc vào inbox giúp em. Các chị cọc, các chị gửi cọc vào inbox giúp em. Toang kho 6 kèm màu kèm số điện thoại giúp em mọi người ơi. Toang kho 6 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Siêu đẹp luôn. 219.000 đồng. 219.000 đồng. Ok em nhận đơn toang kho 6. Ok luôn. Toang kho 6 ok la luôn mọi người ơi. Toang kho 6 kèm okay màu kèm luôn. Số điện thoại. Toang kho 6 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 219.000. Thả like thả tim lên giúp em mọi người ơi. Hôm nay các chị sẽ được mua giá bằng 1/3 giá của thị trường. Hôm nay nhà em xả toang kho luôn. Em sẽ bán cho các chị bằng 1/5 giá của thị trường luôn. Thả like thả tim mạnh mẽ lên giúp em. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi mọi người ơi. Em đang livestream ở 3 máy. Các chị đang xem livestream ở máy nào các chị cứ ngồi ngay ngắn ở máy đấy giúp em. Thắt dây an toàn vào nhá mọi người nhá, đừng đi đâu cả. Được chưa ạ? Mã hàng tiếp theo của nhà em là toang kho 7. Một bản Doraemon cực đỉnh luôn. Em này phải gọi là cực đỉnh luôn các chị ơi. Về bù mẫu trả khách. Số lượng em chỉ còn ít thôi.
còn khoảng tầm mười mấy cái thôi. Lên được cho các chị khoảng tầm mười mấy view thôi mọi người ơi. Các chị lên đơn giúp em. Toan kho 7 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Toan kho 7 kèm số điện thoại em bán em tặng em kỷ niệm các chị giá xương xương Doraemon 124.000 đồng. Doraemon 124 lưu ý cho em hàng hai mặt được chưa ạ? Hàng hai mặt luôn đấy, không phải là một mặt đâu. 100% là chất cốt tông Thái, công nghệ in là công nghệ in dầu của Thái được chưa ạ? Áo phông Thái được cả thế giới công nhận rồi các chị ạ. Toan kho 7 kèm số điện thoại giúp em nhé mọi người nhé. 124.000. Toan kho 7 kèm số điện thoại 124.000 đồng. Mua thử để biết hàng Thái như thế nào. Các chị có sang Thái các chị cũng không bao giờ mua được với giá này được chưa ạ? Các chị sang Thái mua áo này 390 bạc, mua tại store luôn 390 bạc đây anh em ạ. Nhìn hàng chuẩn chị như này luôn. Toan kho 7 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 124.000 ok ra luôn. 124.000 em này đang bán chỉ là 145.000, lên đơn 124.000 quá là đỉnh luôn. Chuẩn bị cho chị áo vơ sạc đi. Toan kho 8 giúp em áo vơ sạc hộp. Toan kho 8 không cần phải giới thiệu nhiều, một bản đá siêu cấp VIP kìm kìm, một bản đá siêu cấp VIP kìm kìm như thế này. Em biếu em tặng các chị luôn. Hôm nay em xả toan kho cho các chị luôn 99.000 đồng. Các chị lên đơn giúp em là toan kho 8 kèm số điện thoại giúp em 99.000 đồng nhá. Nhắc nhẹ các chị này, không mua đảm bảo tiếp. Chất đanh cực, chất rất là đanh luôn. Các chị ơi, toan kho 9 kèm số điện thoại giúp em. Ok em nhận đơn. Toan kho 7, toan kho 8 kèm số điện thoại 99.000. Xỉ bằng lẻ luôn, nổ thẳng tiếng Việt luôn. Xỉ bằng lẻ, được chưa ạ? Khách xỉ chưa bao giờ mua được cái giá này luôn. 99.000, em ơi, đẹp vô cùng. Đẹp vô cùng đẹp. Các chị ơi, toan kho 8 kèm số điện thoại nhá, 99.000 đồng, em ơi, ok em nhận đơn toan kho 8. Mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc. Mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em nhá mọi người. Toan kho 8 kèm số điện thoại. Không không, áo nỉ vơ xả hộp. Áo nỉ vơ xả hộp. Không thấy nó ở đâu ạ? Toan kho 10 giúp em, toan kho 9 giúp em, ok em nhận đơn toan kho 8. Toan kho 9 giúp em mọi người ơi, ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 9 kèm số điện thoại, ai có đơn rồi các chị comment cho em là toan kho 9 dồn đơn. Ai chưa có đơn bổ sung số điện thoại giúp em. Nhận được tin nhắn shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn nha các chị nhá. Không nhận được tin nhắn giúp mình nha, mong không nhận được tin nhắn các chị vui lòng chuyển sang sản phẩm khác giúp em nhá mọi người nhá. Chị mới nhận được hàng áo len vịt đẹp xuất sắc luôn em. Em cảm ơn chị yêu, em cảm ơn chị yêu. Có gì chị yêu ủng hộ em dài dài nhé. Các chị lên đơn giúp em mã hàng toan kho 9 kèm số điện thoại 149.000. Hôm nay sale 50% cho các chị, ok la chưa ạ? Sale 50% cho chị em mình 159 còn 79.000 luôn. Ok la chưa? 79.000 cho một bản GC đắt ombre như thế này. 79.000 đồng cú pháp cho đơn. Toan kho 9 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 79.000 đồng ai nhanh thì được, mà ai chậm chân thì mất lượt. Các chị ơi, siêu đẹp siêu đẹp. Toan kho 9 kèm số điện thoại giúp em 79.000. Siêu siêu đẹp luôn, 79.000 đồng. Chuẩn bị cho chị áo len Mickey. Ok, áo len Mickey em ạ. Chuẩn bị cho chị áo len Mickey. Ok luôn này. Mã này của nhà em là mã hàng toan kho 10 các chị ơi. Khách vừa feedback áo vịt đẹp. Vậy thì bây giờ mình sẽ lên váy vịt cho khách xem. Xinh chưa? Năm nay vịt hot hit hình hịt luôn các chị ạ. À, mã này của nhà em là toan kho 10. Em lên đơn em kỷ niệm các chị. Em nhập vào là hàng 1 năm mấy rồi. Hôm nay em chốt đơn đó các chị 139.000 đồng. Áp dụng cho những ai có đơn để dồn đơn. Được chưa ạ? À, áp dụng cho những ai có đơn để dồn đơn giúp em. Cú phát chốt đơn ạ. À, toan kho 10 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 139.000 đồng chất váy mát lịm tim. Chất váy mặc mát lịm tim luôn. Toan kho 10 130 kèm số điện thoại. Ai lấy các chị lên đơn, ai có đơn rồi các chị comment cho em là toan kho 10 dồn. Ai chưa có đơn các chị comment cho em là toan kho 10 kèm số điện thoại giúp em. Toan kho hoặc là TK, được chưa ạ? TK là toan kho 130.000, ok em nhận đơn toan kho 10 này. Ok, ok các chị ơi, toan kho 10, ok, ok la luôn. Toan kho 10 kèm số điện thoại 130.000 đồng, em ơi, quá rẻ luôn. Quá là rẻ. Mặc áo kia đen là toan kho 9 nhé, Ngọc Huyền nhé. Các chị ơi, mã 11 cho em. Một mã áo len Mickey, một mã áo len Mickey xù nổ.
11 giúp em có màu xám. Toang kho 11 em có màu be. Và toang kho 11 em có màu lẹ màu đen. Áo len cực kỳ dày dặn vô cùng luôn. Các chị ạ, à, dày dặn vô cùng luôn. Mã này nổ đơn tới tấp. Mã này không hề tồn, không hề lỗ luôn. Cú phát cho đơn là toang kho 11 kèm màu kèm số điện thoại nhá các chị nhá. 269.000 đồng chỉ lẻ, giá cực kỳ đẹp cho chị em mình luôn. Ok là chưa ạ? Vào vụ không bao giờ mua dưới 300. Len này là bản len dệt ở bên ngoài luôn, dệt nổi ở bên ngoài. Các chị lên đơn giúp em toang kho 11 kèm màu kèm số điện thoại nha các chị nhá. Toang kho 11 màu đen. Ôi, toang kho 11 màu xám. Ok là chưa ạ? Và toang kho 11 màu be, ghi rõ mã giúp em mọi người ơi, để không bị nhầm lẫn. Vì livestream em để lại cho các chị gọi là theo dõi lại livestream để xem có nhầm lẫn gì không các chị ạ. Ngọc còn tí vết huống chi là người nhà em rất là nhiều nhân viên đấy, đôi khi các bạn nhân viên làm nhầm lẫn một chút thì các chị hoan hỉ giúp em vẫn để lại livestream để cho các chị check nhá mọi người nhá. Toang kho 11 kèm màu kèm số điện thoại 269.000 đồng, quá là rẻ luôn. Em có toang kho 11 màu be, toang kho 11 màu xám và toang kho 11 màu đen giúp em 269.000, quá rẻ cho một việc tình luôn. 269 nha mọi người ơi. Toang kho 11 của nhà em là 269.000, được chưa ạ? Trời ơi, mua áo nhiều rồi, mua quần nhiều rồi, bây giờ phải lên C-list cho các chị. Ôi giời ơi, người chơi hệ C-list điểm danh các chị ơi. Một set của nhà em sẽ gồm có 5 quần như thế này. Các chị nhìn này. Trời ơi, quần lót đúc không viền. Quần lót đúc không viền cho em. Đẹp chưa? Đỉnh đẹp luôn các chị ơi. Bình thường các chị đi mua ngoài một cái quần này nó đã rơi vào tầm 70-80 rồi. Nhìn kỹ cho em này. Phiên bản hai tác này, quần lót đúc này. Ôi giời ơi, đẹp chưa? Đẹp chưa các chị ơi? 3 tháng là phải thay quần chip một lần nha các chị nhá. 3 tháng là mình phải thay quần chip một lần rồi. Nhìn tăng mát giúp em này. Chuẩn xịn này, co giãn này. Mã biết tiếp theo là mã bao nhiêu ạ? Toang kho 12. Toang kho 12 phục vụ các chị một set quần chip gồm có 5 quần như thế này. Gồm có 5 quần như thế này nha các chị nhá. Một set quần chip gồm có 5 quần như thế này. Nhà em đang bán là 218.000 một set này. Ngày hôm nay em chốt đơn cho các chị với giá là 258.000. 148.000 đi xỉ bằng lẻ. 148.000 eo ơi này. Từ hơn 200 xuống 100 này các chị này. Eo không biết rồi. Đầu óc nó bị đơ đơ rồi các chị ạ. Bằng cấp tầm này không để làm gì rồi các chị ơi. Bằng cấp kế toán tầm này không để làm gì rồi các chị ơi. Đây nha các chị nha. Được chưa ạ? Lót kháng khuẩn cho chị em mình luôn. Chất này. Toang kho 12 kèm số điện thoại giúp em 148.000 đồng. Eo ơi, chất đẹp vô cùng. Toang kho 12 giúp em 148.000 đồng. Của chiếc này em đảm bảo các chị không nhìn thấy ở thị trường đâu. Ok, em hết toang kho 12 này. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Hết luôn nhá mọi người nhá. Ok là hết hàng. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Không đủ số lượng luôn. Rồi, tiếp tục lên đơn cho em mã hàng toang kho 13. Cảm ơn bạn nhá. Rồi, toang kho 13 cho em. Em bán tặng các chị xỉ bằng lẻ toang kho 12 em hết rồi. Mày cho mã khác ra đây em ơi. Toang kho 13 cho em. Toang kho 12 em hết. Em sorry các chị nhá. Em hết hàng rồi. Toang kho 13 nha các chị. Là một set CC hàng siêu cấp lít. Tí nữa em sẽ lên cho các chị mã đột biến gen nhá mọi người nhá. Tí nữa em sẽ lên cho các chị một mã đột biến gen. Chồng ơi, Facebook nó cho vợ 5 đô. Nó lại cho vợ 5 đô. Toang kho 13 em có màu đen. Và toang kho 13 em có màu trắng. Số lượng rất là ít. Em kỷ niệm các chị 239.000 một set xinh xỉu. 239.000 cho chị xinh kiểu thế. Toang kho 13 màu đen. Và toang kho 13 màu trắng giúp em. Nó còn có cả túi đấy cơ. À từ từ đã. Toang kho đen trắng và xanh. Ok là chưa ạ? Toang kho đen trắng xanh. Cái này nó có một cái túi giấy nữa cơ. Nó không biết vứt đâu rồi các chị ạ. Không biết vứt đâu rồi mọi người ơi. Toang kho 13 màu đen, toang kho 13 màu trắng và toang kho 13 màu xanh giúp em. Màu xanh pha đen thì nó là màu xanh nhá mọi người nhá. 238.000 đồng. Xỉ chiếc khấu xương xương nó đi. Đã toang rồi, toang hết cỡ luôn, toang hết nước chấm luôn. 239.000. Được chưa ạ? 239.000 cho chị một set nữa đi. Cho chị một set nữa lên đây. Toang kho 13 kèm màu kèm số điện thoại 239.000. 239.000 set đấy luôn. 239 ạ. Toang kho 13 màu xanh. Ok là chưa ạ? Toang kho 13 màu đen cho em.
được chưa ạ? Và toang kho 13 màu trắng 239.000 đồng. Ai đấy các chị lên đơn 239.000. Quá đẹp luôn, chất liệu hàng thu đông giúp em. Siêu xinh, toang kho, ok em nhận đơn. Ok, 2468 9 số điện thoại, bổ sung số điện thoại giúp em. Toang kho 13 màu trắng. Toang kho 13 màu trắng. Ok là chưa ạ? Không phải đâu. Toang kho 13 màu đen. Toang kho 13 màu đen giúp em 239.000. Và toang kho 13 màu xanh cho em 239.000 đồng. Em ơi, quá rẻ luôn. Toang kho ok la luôn, lấy áo chị mặc em ơi. Toang kho giúp em 239.000. Áo em mặc có hơn 100.000 thôi. Các chị ơi, đẹp lắm. Bây giờ các chị mặc được luôn rồi. Đây là áo chị mặc với chị lấy bên quanh ở đây này. Toang kho 13 giúp em 239.000 đồng nha các chị nhá. Ok la, em nhận đơn toang kho 13. Ok các chị ơi, toang kho 13 ok la luôn. Rồi, bây giờ em sẽ lên cho các chị chip đột biến gen cho em nhá mọi người nhá. Chip đột biến gen cho em không phải là nữ hoàng nội y các chị ơi, nhưng mà em bán mã nào thì nó chất lượng mã đấy ạ. Em bán mã nào nó chất lượng mã đấy. Chị em không bán quần chip 99.000 một lố 9 cái, mà quần chip nhà em trước giờ Trung Quốc đóng về một lố 5 cái như thế này, siêu đẹp được chưa ạ? Đây là chip đột biến gen cho em. Hello, hello em nha. Hello em yêu. Chip đột biến gen, mã hàng toang kho 15 giúp em được chưa ạ? Bình thường nhà em đang bán là 180.000. Toang kho 14. Bình thường đang bán là 180.000, ngày hôm nay em kỷ niệm các chị 128.000 xỉ bằng lẻ luôn. Cú pháp chốt đơn, toang kho 14 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? 128.000. Em ơi, 128.000 ok em nhận cọc nhá mọi người ơi. 128 giúp em, khách mới các chị chủ động cọc giúp nhà em. 128.000 cho em ơi, quá là đẹp luôn, nhìn tam mát giúp em. Nhìn tam mát chuẩn xịn luôn. Toang kho 14 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 128.000 đồng. Tất tủng các thứ em ơi, tất tủng các thứ em ơi. Bla bla gì không biết đâu các chị ơi. Toang kho 14 giúp em 128.000. Ai lấy các chị lên đơn, toang kho 14 kèm số điện thoại ạ. Toang kho 14 kèm số điện thoại giúp em. Ok, toang kho 14 em nhận đơn này. Ok la mọi người, em sẽ lên dần dần theo mã cho các chị nhá, để các chị chốt đơn cho dễ. Ok, em nhận đơn toang kho 14. Ok các chị yêu ơi, ok luôn. Các chị muốn xem cái gì các chị comment cho em là xem. Giờ em sẽ lên cho các chị mã hàng toang kho 15 là áo em đang mặc. Thị trường đang ra hàng nhái rất là nhiều luôn. Nhưng mà chất của nó sẽ là chất cốt tông. Còn chất của nhà em là chất lưới. Các chị ạ, chất phun lưới cho chị em mình cực kỳ đẹp luôn. Em này mặc đẹp vô cùng luôn. Các chị mặc suông hay các chị mặc sơ viên đều đẹp. Form cân nặng của em này dưới 70 cân các chị mặc ok la. Dáng của em nó sẽ là dáng ôm nhá mọi người nhá. Ok, đợi chị một tí. Đây ạ, dáng của em nó sẽ là dáng ôm. Các chị thích xem áo len là kiểu gì. Ok la chưa ạ? Mã này của nhà em là mã hàng toang kho 15. Là áo em đang mặc. Ôi. Toang kho 15 là áo em đang mặc. Em có toang kho 15 màu hồng. Nhìn kỹ cho em này. Hàng này mới là hàng chuẩn này. Hàng này mới là hàng chuẩn này. Okay, mọi người nhá. Ơi. Ok, ok chị yêu. Toang kho 15 giúp em. Long ơi, bây giờ chị một bịch áo lót xuống đây xem nào. Toang kho 15 kèm màu kèm số điện thoại. Toang kho 15 màu hồng. Màu này là màu gì? Toang kho 15 màu nâu. Và toang kho 15 màu xanh. Các chị ơi, nổ giá toang kho chị em mình luôn 118.000 đồng. Xỉ lẻ giá đẹp vô cùng tận luôn nhá mọi người nhá. Toang kho 15 kèm màu kèm số điện thoại 118.000. Eo ơi, này các chị ơi nhìn chất cho em này. Chất đẹp vô cùng luôn. Các chị ơi, mã hàng này không thể thiếu trong tủ đồ của chị em mình. Đây là một cái mã hàng mà nó không thể thiếu trong tủ đồ của chị em mình luôn. Toang kho 15 kèm màu kèm số điện thoại giúp em 118.000. Eo ơi. Phề đen đen càng nhìn mặt sau nhá. Hai mặt khác nhau nhá mọi người. Ok là chưa ạ? Hai mặt khác nhau đấy mọi người ơi. Ok là chưa? Đẹp chưa mọi người ơi? Mặt trước cũng đẹp mà mặt sau cũng đẹp luôn. Nhìn mặt nào cũng đẹp các chị ạ. Mà mặt cái người mặc cũng đẹp luôn mọi người ơi. Toang kho 15 kèm màu kèm số điện thoại nha mọi người nhá. 118.000. Em ơi 118.000 ok luôn. Nổ đơn toang kho 15 ok các chị.
Các chị ơi, màu nào cũng đẹp, bổ sung số điện thoại giúp em. Khách mới ơi, bổ sung số điện thoại giúp em ạ. Tăng kho 15 kèm màu kèm số điện thoại. Eo ơi, 118.000. Em có 3 màu phục vụ các chị. Ok, nhận đơn tăng kho 15. Ok, nhận đơn tăng kho 15. Đẹp vô cùng, em khẳng định các chị. Nhận hàng không làm các chị thất vọng. Chất này, chất này mọi người ơi, chất đẹp vô cùng, vô cùng đẹp. Tăng kho 15, giúp em cho chị một bịt áo. Tăng kho 15 kèm màu kèm xuyên thoại 118.000. 118.000 cho em. Tăng kho 15 kèm màu kèm số điện thoại giúp em này các chị ơi. 118.000 giúp em. Xỉ giá siêu đẹp. Ok la chưa ạ? Nhé em bán rẻ, bán lẻ giá đã vô địch rồi. Bán xỉ thôi các chị ơi, không địch được luôn. Màu xanh này, màu hồng này. Ok la chưa ạ? Màu xanh, màu hồng và màu nâu giúp em. Tăng kho 15 kèm màu kèm số điện thoại 118.000 đồng nhá mọi người nhá. 118.000 đồng giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Tăng kho 15 118.000. Mã này là tăng kho 11 đúng không em? Mã này của nhà em là mã hàng tăng kho 11. Tăng kho 11 em có màu be. Tăng kho 11 em có màu xám. Và tăng kho 11 em có màu đen. Ok la chưa ạ? Thay vì bán với giá là 299.000. Ngày hôm nay em kỷ niệm các chị 269.000. Được chưa ạ? 269.000 trợ giá xỉ cực đẹp. Ai lấy các chị lên đơn. Vì giá này không phải là giá làm để bán, giá làm để bán là 299.000. Một này, em này nó sẽ là bo viền cổ của chị em mình. Hai này, về cái bàn tay của em nó sẽ là len dệt nổi đắp hoàn toàn ở bên ngoài luôn. Làm em này rất là tỉ mỉ và kỳ công. Và cái đẹp thứ ba là Mickey này là Mickey xù nổi, không phải là Mickey in ấn một cái gì hết luôn. Được chưa ạ? Toàn bộ nó là hàng cao cấp hết cho chị em mình luôn. Cú pháp chốt đơn, tăng kho 11 kèm màu kèm số điện thoại. Nhớ lên số điện thoại cho em. Ok la chưa ạ? 269.000 đồng. Má này sợ không còn đủ hàng mà bán. Các chị ơi, má này sợ không còn đủ hàng mà bán luôn. Tăng kho 11 kèm màu kèm số điện thoại 269.000. Rẻ không? 269.000 một cái áo len. Rẻ chết đi được luôn. Các chị ạ, rẻ chết đi được luôn mọi người ơi. Rồi, áo lót này không biết giá bao nhiêu bán bừa. Áo lót này không biết giá bao nhiêu bán bừa luôn nhá mọi người nhá. Đây ạ, không biết giá bao nhiêu. Ôi giời ơi, bán bừa luôn. Một ma áo lót bàn tay nâng ngực. Áo lót ren bàn tay nâng ngực. Nhà em không bán thì thôi. Nhà em bán toàn okay. Bán hàng đẹp. Ok nha, ok em yêu có okay, đơn này. Này các chị ơi, LV ok em nhận đơn này. Nhà em đã không bán thì thôi. Bán là toàn bán hàng đẹp luôn. Sao chị sai bao nhiêu đấy? 34, 36, 38. 38. Thế 34, 36 đâu? Má này tí nữa em in đơn sau nhá mọi người nhá. Má này tí nữa em in đơn sau, ok la chưa ạ? Toang kho. Má hàng toang kho giúp em hôm nay xả toang kho ra các chị. Má này là má bao nhiêu bạn ơi? 16 ạ. Má này của nhà em là má 16, được chưa ạ? Các chị comment cho em là toang kho 16. Toang kho 16 ra, size 34. Toang kho 16 ra, size 36. Và toang kho 16 ra, size 38 giúp em nhá mọi người nhá. Áo lót độn đẩy bàn tay cho em, siêu đẹp luôn. Em biếu, em tặng, em kỷ niệm các chị. Mã này nhà em nhập vào đã là hàng 150.000 rồi. Vì toàn bộ bản gen này là bản gen thoáng khí cho em này. Mặc không hề bị lằn một chút nào. Mã này rất rất là đẹp các chị ơi. Mã này mặc cực kỳ đẹp luôn. Tôn ngực cực kỳ luôn, ôm cực kỳ luôn theo mọi người nhá. Được chưa ạ? À? Các chị lên đơn giúp em tăng kho bao nhiêu ạ? 16 ạ. Tăng kho 16 màu da, size 34. Tăng kho 16 màu da, size 36. Và tăng kho 16 màu da, size 38. Đã không bán thì thôi. Bán là phải bán hàng đẹp như thế này luôn. Độn đẩy thoải mái cho chị em mình. Được chưa ạ? Nó thoáng khí nhá. Không hề bị bí bách một chút nào luôn. Nâng niu luôn. Các chị lên đơn giúp em mã này. Với giá là em có 2 màu, màu đen và màu da. Em có 2 màu cho chị mã. Cho chị mã hay là mã? Em có 2 màu ạ. Toang kho 16 màu đen size 34, 36, 38. Toang kho 16 màu da size 34, 36 và 38. Ok là chưa ạ? Nhìn này, hàng xịn xò như thế này. Hàng xịn xò như thế này, nhà em đang
làm giá bán là 220.000 một cái. Ngày hôm nay em chốt sale các chị 110.000 một cái luôn. Kỷ niệm các chị luôn, ok là chưa ạ? 110.000 một cái nha các chị nhá. 110.000 một cái, ok là chưa? Ai lấy các chị lên đơn 110.000 cho em áo lót. Eo ơi siêu đẹp. Áo lót thần thánh mọi người ơi, 110.000. Đang làm giá là 220.000, hôm nay chốt sale các chị 110.000. Có ít thôi, không có nhiều đâu. Các chị ạ, có ít thôi, không có nhiều đâu nhá mọi người nhá. Mã này chốt đơn sẽ hơi lâu tại vì chia hàng luôn cho các chị. Mã này chốt đơn sẽ hơi lâu tại vì chia hàng luôn cho các chị. Toan kho 16 màu da size 34, 36, 38. Toan kho 16 màu đen size 34, 36, 38. In mã này em ơi, in mã ra này. 110.000 đồng, xỉ mua em giảm cho xỉ thêm 10.000, ok la chưa? Xỉ mua giảm cho xỉ 10.000 nữa em ơi, quá là hoan hỉ luôn. Toan kho cho em nhá mọi người nhá. Khách mới mua từ 2 sản phẩm cọc giúp mình 100.000 nhá. Khách mới mua từ 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp khoảng 8 cọc giúp mình các bạn ơi. Vui lòng cọc giúp em nhá mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 16 kèm số điện thoại giúp em. Ok là được chưa ạ? Toan kho 16 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 110.000 đồng, ok là chưa ạ? Rồi đây, quần mặc trong váy luôn. Quần mặc trong váy luôn mọi người ơi, siêu đẹp. Mặc váy không thể mặc thiếu quần rồi. Mọi người ạ, à, mặc váy không thể thiếu quần luôn. Sương sương em kỷ niệm các chị 43.000 đồng quần mặc trong váy. Toan kho 17 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Nhìn này, nhìn giúp em này, co giãn thoải mái này. Đó, đùi to chân ngắn mặc được hết nhá mọi người nhá. Đây là quần ren mặc trong váy giúp em. Ok là chưa ạ? Toan kho 17 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 43.000 đồng, nhanh tay. Số lượng chỉ có 30 cái thôi ạ. Số lượng chỉ có 30 cái thôi mọi người ơi. Toan kho 17 kèm số điện thoại giúp em, quần mặc trong váy co giãn cực kỳ tốt luôn, 43.000 đồng một quần nhá mọi người nhá. Em có 40 quần. Nhân viên báo lên có 40 quần này các chị nào. Đó, 40 quần thôi các chị ơi. Toan kho 17 kèm số điện thoại 43.000 đồng. Quá rẻ luôn. Toan kho 17 43.000 đồng các chị kéo lên. Toan kho 18 giống như áo em đang mặc nhưng mà nó là bản eo vì khác. Giống như áo em đang mặc nhưng nó là bản eo vì khác giúp em. Ok là chưa ạ? Mã này của nhà em là mã hàng toan kho 18 mưa to. Toan kho 18 kèm màu kèm số điện thoại nha mọi người nhá. Ok là em nhận đơn toan kho 17 ok. Ok toan kho 16 nhớ kèm màu kèm size. Toan kho 16 nhớ kèm màu kèm size giúp em nha mọi người nhá. Toan kho 18. Em có 2 màu, toan kho 18 màu xanh và toan kho 18 màu đen, vẫn cứ là 118.000 phục vụ các chị. Eo ơi quá rẻ luôn. Muốn xem cái gì các chị comment cho em nó xem. Chuẩn bị cho chị mã chôn đằng sau em ơi. Chuẩn bị cho chị mã chôn, nghỉ chôn kìa. Đằng sau, hộp luôn. Eo ơi, đẹp xỉu luôn nhá các chị nhá. Vâng ok chị ạ, à, để em chụp sau nhá chị nhá. Ok chị, để em kiểm tra nhá chị nhá. Đây ạ, à, các chị lên đâu giúp em mã hàng toan kho 18. Em có toan kho 18 màu xanh và em có toan kho 18 màu đen, hàng siêu cấp VIP xịn sò. Hàng siêu cấp VIP xịn sò như thế này luôn. Mã này của nhà em là hàng thu ạ. 118.000 đồng. Eo ơi, quá là rẻ luôn. Các chị ơi, em chỉ lãi đúng cái số lẻ thôi mọi người ơi. Đây ạ, à, toan kho 18 em có màu đen và toan kho 18 em có màu xanh nhá mọi người nhá. Giá siêu siêu rẻ luôn. 118.000 đồng. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em. 118.000 ok. Màu xanh bổ sung. Màu xanh bổ sung số điện thoại màu xanh ơi. Nghỉ chó chị còn nhưng hôm nay chị chưa lên được rồi vì các bạn đang chia hàng. Toan kho 16, toan kho 18 màu đen và toan kho 18 màu xanh. 118.000 được chưa ạ? Xỉ đẹp nhá mọi người nhá. Xỉ đẹp tuyệt vời lúc mặt trời luôn. Nhà em gọi là tổng kho xỉ lẻ rồi thì các chị yên tâm. Giá rẻ vô cùng. Chất thì chỉ cam kết là bán với các chị một loại chất liệu hàng loại một thôi. Được chưa ạ? Toan kho 18 giúp em. Kèm màu kèm số điện thoại. Siêu rẻ luôn. 118.000. Ok la luôn. Toan kho 19. Đúng giá toan kho cho các chị luôn. Cắm sao bán ơi. Toan kho, cắm sao hết đi kìa. Toan kho 19 giúp em 3 luôn, 3 máy luôn. Toan kho 19 giúp em này. Đây ạ.
mấy bạn ơi, cầm một câu rồi. Ok là này, toan kho 19 giúp em nhá mọi người nhá, ai đấy các chị lên đơn. Toan kho 19 là một bản sơ mi. Em xả toan các chị luôn, xả lỗ cho các chị luôn, được chưa ạ? Toan kho 19 kèm số điện thoại giúp em. Sơ mi form cân nặng dưới 65 cân các chị mặc ok là nhá mọi người nhá. Sơ mi form cân nặng dưới 65 cân các chị mặc ok là giúp em. Toan kho 19 kèm số điện thoại 99.000 đồng. 99.000 đồng nhá mọi người nhá, các chị không nghe. Các chị ạ. Hết nước chấm luôn. Đây ạ. Toan kho 20 kèm số điện thoại em ơi. Xin không mọi người ơi. Toan kho 20 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. 78.000 đồng một set 5 đôi. 5 đôi sẽ gồm có 10 chiếc tất như thế này em ơi, xinh xỉu luôn. Đáng yêu vô cùng. Đi tất này cảm thấy yêu đời và đi cả đi tất này cảm thấy hách tuổi dã man luôn. Các chị ạ, đang chán đời đi luôn tất này vào cảm thấy yêu đời một cách lạ thường luôn. Toan kho 20 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Toan kho 20 kèm số điện thoại 78.000 đồng. Ôi quá rẻ luôn. Toan kho 20 ok em nhận đơn này. Ok la luôn này. Eo ơi 78.000 các chị ạ. Rẻ quá là rẻ luôn. Toan kho 20 kèm số điện thoại nhá các chị ạ. 78.000. Rẻ quá rẻ quá. Rẻ quá là rẻ luôn các chị ạ. Rẻ quá là rẻ luôn. 78.000 đồng. 78.000 đồng em nhận đơn cho mã hàng toan kho 20 nhá mọi người nhá. Toan kho 20 giúp em 78.000 đồng. Các chị ơi thả like thả tim mạnh mẽ lên giúp em. Em lên cho các chị một bản chôm hớt đập hộp cho chị em mình luôn. Ok là chưa ạ? Em lên cho các chị một bản chôm hớt đập hộp cho chị em mình luôn. Số lượng cực ít. Mỗi màu em chỉ còn 10 cái cho chị em mình nhá mọi người nhá. Mỗi màu em chỉ còn 10 cái thôi. Em nói thật với các chị là mã này vừa mới lên like một phát gọi là nổ đơn ầm ầm luôn. Các chị ạ, mã này lên like một phát là nổ đơn ầm ầm luôn. Số lượng còn rất ít, số lượng có hạn, được chưa ạ? Giá rẻ vô cùng, giá rẻ vô cùng rẻ. Các chị lên đơn giúp em mã bao nhiêu ạ? Kho 21. 21 em có hai màu nhá. Em chưa lên giá mà khách đã lên toàn kho 21 này các chị ạ. Em chưa lên giá mà khách đã lên toàn kho 21 này, giá cả man luôn. Các chị ạ, giá cả man luôn các chị ơi. Toàn kho 21 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Một bản chôm hớt áo nỉ hoodie như thế này. Dòng nỉ mũ của nhà em, mũ của nhà em bao giờ cũng sẽ là mũ hai lớp, dày dặn dã man, được chưa ạ? Đây ạ, mũ hai lớp này, dày dặn dã man luôn. Các chị lên đơn giúp em là toan kho 21 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá các chị nhá. Mickey trắng là toan kho 11. Mickey B là toan kho 11 nhá mọi người ơi, comment lại giúp em. Toan kho 11 kèm số điện thoại 269.000. Mã này là toan kho bao nhiêu ạ? 21. Toan kho 21 giúp em 238.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 21 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. 238.000 đồng. Bao giá bao chất toàn quốc cho các chị, được chưa ạ? Bao giá bao chất toàn quốc cho các chị luôn. Mã này nam dưới 70-72 cân bon chen được giúp em. Mã này mặc lên cực kỳ chất chơi người rơi luôn các chị ơi. Toan kho 21 kèm số điện thoại. Ôi quá rẻ luôn. Các chị ạ, 238.000. 238.000 đồng nhá các anh nhá. 238.000 đồng. Nhận hàng full book xịn sò như thế này luôn nha mọi người nhá. Hàng chuẩn hàng book cho em 238. Toan kho 21. Nhấn mạnh lại cho các chị là 238.000. Ok em nhận đơn áo Mickey mã 11. Toan kho 21 nhá mọi người nhá. Là toan kho 21 giúp em. Các chị thích xem cái gì các chị comment cho em là xem. Khách mới mua hàng lần đầu các chị vui lòng cọc giúp nhà em. Khách mới mua hàng lần đầu các chị vui lòng cọc giúp nhà em. Khách mua trên 3 sản phẩm các chị vui lòng cọc giúp nhà em nhá mọi người nhá. Ok là chưa ạ? Rồi tiếp tục cho chị em mình luôn. Tiếp tục cho chị em mình luôn này. Ôi nó đi đâu rồi? Ok là nhá mọi người ơi. Ok nhá mọi người ơi. Toan kho bao nhiêu rồi? Cho chị áo không đi. Toan kho 22. Một bản áo siêu cấp vip màu be siêu xinh 139.000. Ngày hôm nay xả lỗ cho các chị 139.000. Ngày hôm nay em xả lỗ cho các chị.
mã hàng toàn kho bao nhiêu ạ? Toàn kho 22 cho em. Em xả lỗi chị em mình với giá là 100. À không, 83.000 đồng. 83.000 đồng nhá mọi người nhá. Toàn kho 22 kèm số điện thoại giúp em. Toàn kho 22 giúp em. 80 mấy nhỉ? 80 mấy đấy? 83.000. Toàn kho 22 giúp em 83.000. Em đang mặc là 81. À toàn kho 21. Áo em đang mặc là toàn kho 21 ạ, 138.000 nhá mọi người nhá. Toàn kho 21 giúp em 238.000. Em có màu đen và màu trắng. Toàn kho 21 em có màu đen và toàn kho 21 em có màu trắng ạ. Đây ạ. Toàn kho 21 em có màu đen và toàn kho 21 em có màu trắng nhá mọi người nhá. Đây ạ, 238.000. Áo nhìn trông hớt cực kỳ đẹp. Màu trắng này nhìn nổi dã man luôn. Màu trắng này nhìn nổi dã man luôn mọi người ơi. Toàn kho 21 giúp em. Kèm màu, kèm số điện thoại giúp em nha các chị nhá. Toàn kho 21 màu đen, toàn kho 21 màu trắng. Ok, toàn kho 22 em vẫn nhận đơn. Em lấy các chị lên đơn 238.000. Em lên tiếp cho các chị mã hàng toàn kho 23. Toàn kho 23 em có màu đen và toàn kho 23 em có màu trắng ạ. Toàn kho 23 em có màu đen và toàn kho 23 em có màu trắng nhá mọi người nhá. Siêu đẹp luôn. Đây là set, đây là set FF của nhà em. Set FF của nhà em có hai màu. Ok chị yêu, ok chị yêu luôn này. Toàn kho 22 này, toàn kho 22 này em có hai màu, màu đen và màu trắng. Toàn kho 23 em có hai màu ạ, màu đen và màu trắng nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn, các chị comment đúng cú pháp là mình có đơn ạ. Cách đặt hàng là các chị comment đúng cú pháp là mình có đơn. Nhà em không giống như người ta là ngày mai gọi điện chốt đơn đâu nhá mọi người nhá. Nhà em này ngày mai vừa gọi điện chốt đơn và các chị khi mà các chị được đặt hàng rồi, các chị sẽ nhận được tin nhắn là shop cô đã cập nhật đơn hàng của bạn và các chị đã biết là mình có đơn hàng đấy hay không có đơn hàng đấy, được chưa ạ? Có mã hàng đấy hay không có mã hàng đấy. Ok là chưa ạ? Mã này của nhà em là mã hàng 23 giúp em. Toàn kho 23 em có hai màu, màu đen và màu trắng. Em kỷ niệm các chị luôn 249.000 đồng, quần đẹp lắm. Mã này của nhà em là set thu này. Mã này của nhà em là set thu nhá, xinh cực. Các chị mặc suông hay các chị mặc sơ vi đều đẹp. Các chị mặc suông hay các chị mặc sơ vi đều đẹp. Toàn kho 23 kèm màu, kèm số điện thoại. Đẹp lắm. Toàn kho 23 giúp em màu trắng xinh cực luôn. Em này hai mặt màu trắng luôn này, em này hai mặt này. Toàn kho 23 giúp em hai mặt luôn, toàn bộ là theo đổi hết. Toàn bộ là theo đổi hết ạ. Toàn kho 23 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em 249.000 đồng. 249.000 đồng nhá mọi người ơi. Ôi đẹp xỉu up xỉu down, xỉu lên xỉu xuống luôn các chị ạ. À, siêu rẻ luôn, 249.000. Nhà em đang bán xỉ, em này là 290 đấy. Nhà em đang bán xỉ là 290 đấy. Ngày hôm nay các chị vào tổng kho lại còn, tổng kho lại còn sale cho các chị luôn, còn 249.000 nhá. Tổng kho sale rồi các chị ơi, tổng kho sale rồi các chị ơi. 249.000 rồi, tặng kèm một cái kim băng như thế này. Các chị thích cài đâu rồi thì các chị cài. Ok la chưa ạ? Ship Hồ Chí Minh là ấy, ship Hồ Chí Minh là 30.000 với đơn hàng dưới 1 cân nhá. Trên 1 cân thì nên vận chuyển người ta sẽ cộng phí ship. Đây, cái kim băng này mình có thể mặc được hai kiểu nhá mọi người. Đây, mình có thể cài tay áo và như thế này. Nói chung là em này chuẩn xịn lắm mọi người ơi. Em cảm ơn chị yêu đã chốt toàn kho 23 này. Ok, em nhận đơn toàn kho 23 nhá mọi người nhá. Ok, em nhận đơn toàn kho 23 này. Tay xinh không? Đấy, các chị có thể cặp kẹp cái kim băng này lên mà cái góc này như này cho em. Đó, được chưa ạ? Ai lấy các chị lên đơn cho em. Toàn kho 23 kèm màu, kèm số điện thoại 249.000 nhá. 249.000 đồng giúp em mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn. Toàn kho 23 màu đen và toàn kho 23 màu trắng giúp em. 249.000. Mình sẽ được tặng kèm cái kim băng để mình phối đồ nhá mọi người nhá, rất là xinh. Để phối cái tay lên. Mã 23 giúp em 249.000 đồng, em qua mã nhá mọi người nhá. Em qua mã này, toàn kho 23 này mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn nhá, nhận hàng chuẩn xịn như này. 249.000. Hàng phụ như này. 249.000. Toàn kho 23 giúp em 249.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Toàn kho 23 ok em nhận đơn. Áo Mickey là toàn kho 11. Áo Mickey là toàn kho 11. Toàn kho 11 ạ. Toàn kho 11 có màu xám. Toàn kho 11 có màu đen.
và toan kho 11 có màu be. Nhá mọi người nhá, toan kho 11 cho em gần hết hàng đấy, không còn nhiều nữa. Toan kho 11 cho em siêu rẻ. 269.000. 269 ạ. Toan kho 11 kèm màu kèm số điện thoại 269.000. Siêu đẹp và siêu rẻ giúp em. 269 toan kho 11 ok, toan kho 23 em nhận đơn. Ok la. Toan kho 23 em nhận đơn nhá mọi người ơi. Không đứa nào đưa mẫu chị ạ? Toan kho 11 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Ok em nhận đơn toan kho 11 ạ. Ok nhá mọi người ơi, toan kho 23 bổ sung số điện thoại giúp em. Toan kho 11 ok la này, toan kho 11 khách mới bổ sung số điện thoại giúp em. Khách mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc nhá mọi người. Khách mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em. Toan kho 11 ok la em nhận đơn nhá. Rồi em lên luôn các chị là mã hàng toan kho 24 giúp em. Toan kho 24 giúp em là một bản Mickey phiên bản cốt tông loang. Phiên bản cốt tông loang giúp em siêu xinh. Đây ạ. Mã 24 đây ạ. Mã 24 đây mọi người ơi. Đẹp xỉu áp xỉu đao, xỉu lên xỉu xuống ạ. Trời ơi. Mã 24 cho em bình thường nghe đang bán là 169.000. Giá xỉ là 145, hôm nay chốt đơn các chị 125.000 xỉ bằng lẻ. Hôm nay chốt đơn 125.000 đồng xỉ bằng lẻ cho em. Toan kho 24 kém số điện thoại nhá. 125.000 đồng. 125.000 đồng nhá mọi người ơi. Rồi ok like chưa ạ? Toan kho 26 giúp em. Toan kho 26 xếp chip. Xếp chip đúc không viền. Đẹp tuyệt vời luôn, ok em nhận đơn. Ok nhá, toan kho 25 ok la luôn. Khách mới ơi bổ sung số điện thoại giúp em. Ai có đơn rồi các chị comment cho em là toan kho 25 dồn đơn. Ai chưa có đơn các chị comment cho em là toan kho 25 kèm số điện thoại. Nếu nhận được tin nhắn shop cô gấu đã cập nhật đơn hàng của bạn là các chị có đơn. Chưa nhận được tin nhắn là mình chưa có đơn. Mình hoan hỉ mình đổi sang mã khác giúp em. Được chưa ạ? Mã này của nhà em là mã hàng 26. Số lượng em còn rất là ít. Số lượng em còn rất là ít nha mọi người ơi. Mã này khách nhà em có rất là nhiều. Đây này, mã này là mã đúc này. Nó là kiểu quần quốc dân rồi các chị ơi. Mặc không hề bị lộ mông một chút nào. Các chị mặc với váy viết các thứ không lộ mông, không lộ viền nha các chị nhá. Tăng kho 20 mấy? Tăng kho 25. Tăng kho 25 cho em. Được chưa ạ? Nhà em đang làm giá bán lẻ là 166.000. Tăng kho 25 hay 26? 25. Tăng kho 25 nhá mọi người nhá. Đây là 25. Đây 25 đây chứ. Ok đây là 24 này. Đây là 25 này mọi người ơi. Em chốt đơn cho các chị với giá là 118.000. Ok 118.000 giúp em nha các chị nhá. Có mười mấy set thôi hết hàng này các chị này. Ok la này 26 em hết hàng nhá mọi người nhá. Ok la luôn. Toan kho 25 ok la luôn này. Ok 25 hay 26 đều được. 100 bao nhiêu ạ? 118.000 đồng. 118.000 nhá các chị nhá. Rồi ok 11 em chốt. Toan kho 11 em chốt ok la. Bây giờ mới là mã 26. Các chị comment cho em là toan kho 26 xanh giúp em. Để tránh nhầm lẫn nhá mọi người nhá. Toan kho 26 xanh cho chị cái áo nhỉ lấy. Toan kho 26 xanh cho em. Được chưa ạ? 169.000. Hôm nay em tặng các chị 124.000 xỉ bằng lẻ. Xinh xỉu luôn, hàng Thái 124.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là toan kho 26 xanh kèm số điện thoại 124.000 đồng. 100% là chất cốt tông nhá mọi người nhá. Không bai, không rão, không xù, không sổ lông. Mặc cái em này cực kỳ đẹp, cực kỳ mát luôn. Nó là công nghệ in dầu của Thái ạ. Các chị giặt máy giặt cho em thoải mái nhá mọi người nhá. Giặt máy giặt cho em thoải mái luôn. Toan kho 26 kèm màu xanh giúp em nhá mọi người nhá. 124.000 đồng. Toan kho 26 xanh 124.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Toan kho 26 xanh giúp em 124.000. Toan kho 26 xanh 124.000 đồng. Áo Mickey ở trên là toan kho 11 màu be. Áo Mickey ở trên là toan kho 11 màu be giúp em. Đúng không? Toan kho 11 màu be 269.000. Toan kho 11 màu be là 269.000 nhá mọi người nhá. U là trời. U là trời mọi người ơi. Mã tiếp theo là mã bao nhiêu ạ? Toan kho 27. Mã tiếp theo của nhà em là một mã Doraemon của nhà Rose nhá mọi người nhá. Áo len Doraemon Rose giúp em. Toan kho 27 kèm màu kèm số điện thoại. Ôi,
quá rẻ luôn. Vào vụ không bao giờ các chị mua được mã này. Vào vụ không bao giờ các chị mua được mã này với giá dưới 300.000 đâu mọi người ơi. Hôm nay em sẽ gọi là bán cho các chị với giá là 2x luôn. Eo ơi, xinh xỉu luôn, xinh quá luôn đấy các chị ơi. Các chị lên đơn giúp em mã hàng toang kho 27 giúp em. Toang kho 27 kèm màu kèm số điện thoại nha mọi người nhá. Toang kho 27 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Em có toang kho 27 màu be, toang kho 27 màu xám, toang kho 27 màu hồng và toang kho 27 màu xanh. Đá siêu rẻ 269.000 đồng. Giá đầu vụ quá rẻ luôn. Áo chị mặc áo Mickey, đưa lên để chị giơ lại nhá. Áo Mickey loa đưa giúp chị giơ lại nhá. Toang kho 27 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Toang kho cho em nhá các chị nhá. Toang kho, cú phát cho đơn toang kho giúp em, nên xả toang kho các chị luôn. Được chưa ạ? Toang kho 27 màu xanh 269.000 đồng, bao mẫu toàn quốc cho các chị. Chưa ai bán mẫu này. Cho các chị đi dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường một vòng đi. Chưa ai bán đâu các chị ơi. Không có đâu bé ơi nhá. Toang kho 27 giúp em. Toang kho 27 màu xám, toang kho 27 màu be và toang kho 27 màu hồng. Dán cho chị cái toang kho 27 vào đây nhá. Toang kho 27 ạ. Xanh, xám, be và hồng lên, dán mã lên mã. 269.000 xỉ đẹp tuyệt vời không mặt trời. 269 nhá mọi người nhá. 269 thôi mà để đưa chị dơ lại mấy. Mã này là mã 2 mấy rồi hả? Mã này là mã 24, 120. 129.000. Toang kho 24 giúp em 129.000 đồng. Ok, toang kho 27 em nhận đơn nhá các chị nha. Ok chị yêu, toang kho 27 quá đẹp luôn. Các chị ơi đẹp nức nở luôn. Mã này là mã 24. Mã này là mã 24 cho em. 100 bao nhiêu? 129.000. Ôi 129.000, nhanh tay thì còn. Mà chậm tay thì vào Sài Gòn cũng không có mà mua. Ok, toang kho 27 em nhận đơn. Các chị ơi đẹp quá, thêm 27 ok la luôn. Các chị ơi các chị thêm, các chị comment cho em là thêm nhá mọi người nhá. Thêm thì sẽ là một mã khác nhá. Toang kho 27, 269.000. Toang kho 24, 128, ok la chưa ạ? Toang kho 24 cho em 128.000. Toang kho 27 là 169.000. Ok em nhận đơn nhá. Ok, các chị muốn xem mã gì các chị comment cho em là xem nhá mọi người ơi. Các chị muốn xem mã gì các chị comment cho em là xem nhá mọi người. Mã tiếp theo là mã 28. Mã tiếp theo là mã 28 cho em một bản áo phông hàng siêu cấp VIP ạ. Eo ơi, đẹp vô cùng. Mã 27 ok em nhận đơn. Mã 24 em nhận đơn ok các chị. Khách mới có đơn bổ sung địa chỉ giúp em. Khách mới có đơn các chị bổ sung địa chỉ giúp em nhá mọi người nhá. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng toang kho 28, bổ sung địa chỉ lên livestream hoặc bổ sung địa chỉ vào inbox giúp em nhé mọi người. Toang kho 28 em lên đơn cho chị em thì giá siêu rẻ 83.000 đồng. 83.000 đồng ok, toang kho 27 em nhận đơn. Toang kho 28 cho em 83.000. Một mã GC unisex hàng siêu cấp VIP cho em được chưa ạ? Ai lấy các chị lên đơn, đẹp lắm, em này sang dã man luôn. Mã này sơ vin sơ veo à, hết nước chấm cạn lời bình luôn. Hai toang kho 28 giúp em, cú pháp cho đơn. Toang kho 28 kèm số điện thoại nha các chị nhá. Đấy cứ quen mồm 100 rồi tám mấy nhở. Toang kho 28 là tám mấy nhở? Hả? Tám mấy à các chị ơi, toang kho 28 là tám mấy à? Eo ơi thì cứ lên toang kho 28. Không biết là 80 mấy nghìn, các chị comment cho em xem là 80 mấy nghìn nhá. Mọi người nhá, toang kho 29 giúp em. Toang kho 29 cho em. Ok, 8 mấy các chị lên đơn giúp em. Cứ lên toang kho 28 nhưng không biết giá bao nhiêu. Các chị ạ, cứ lên toang kho 28 nhưng không biết giá bao nhiêu các chị ơi. Toang kho 29 ạ, 82.000. Toang kho 29 là 82.000, toang kho 28 là 88.000. Em cảm ơn chị yêu. Toang kho 29 giúp em là 82.000 đồng nhá mọi người nhá. Toang kho 29 kèm số điện thoại nhá mọi người ơi. Siêu đẹp luôn, ok toang kho 28 dùng đơn ok la luôn. Toang kho 29 giúp em 82.000 là siêu cấp VIP. VIP vìm vìm luôn ok, toang kho 28 em nhận đơn. Úi giời ơi, toang kho 28 ok các chị yêu ơi. Toang kho 29 di chuyển sang mã hàng 29 anh em ơi. Di chuyển sang mã hàng 29 đi mọi người ơi, 82.000. Toang kho 29 82.000 ok em nhận đơn toang kho 29 này. Ok ok toang kho 29, khách mới bổ sung số điện thoại và địa chỉ cho em. Khách mới các chị bổ sung số điện thoại và địa chỉ nhá. Ok toang kho 29 này. Mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc thêm giúp em. Mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc thêm giúp em nhá mọi người nhá. Áo em đang mặc là toang kho 27 269.000.
Toan kho 27 là 269.000, em nhận đơn toan kho 29. Ok là toan kho 29 bổ sung địa chỉ giúp em nhé mọi người, bổ sung địa chỉ lên livestream hoặc bổ sung địa chỉ vào inbox giúp em, ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho chị em mình nha mọi người, để điện thoại giúp em. Mã này là toan kho 27. Em có toan kho 27 màu hồng, toan kho 27 màu xám ạ, toan kho 27 màu xanh và toan kho 27 màu be giúp em, được chưa ạ? 269.000 đồng cho mã hàng toan kho 27 nhá mọi người nhá, 269.000 đồng cho mã hàng toan kho 27 cho chị con gấu ô. Ok là em nhận đơn này. Gấu ô. Toan kho 28 cho em. Đấy, toan kho 28 đây rồi. Ok là toan kho 28 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Em đập hộp cho các chị một bản MLB Hot Hit nhìn nhìn. Được chưa ạ? Siêu đẹp và siêu rẻ. Siêu có biết tiền triệu ngày hôm nay em bán cho các chị tiền chục, tiền trăm, tiền nghìn luôn. Thả like, thả tim lên đi mọi người ơi. Thả like, thả tim mạnh mẽ lên đi mọi người ơi. Chồng ơi, thả like, thả tim mạnh mẽ lên, ok. Má này các chị lên đơn giúp em, má hàng toan kho 30 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Em ơi đập cho các chị xem đi. Em ơi em đập cho các chị đi, đẹp lắm. Em có 3 màu, màu đen, màu cam. Ôi, màu đen, màu cam và màu than giúp em. Đen, cam và than nhá mọi người nhá. Em mặc cho mọi người xem luôn. Đỉnh tét, nét căng luôn các chị ơi, cạn lời mình luôn. Em này là một bản MLB mono. Nó phun chữ NI hai mặt như thế này. Đây ạ. MLB mono phun chữ NI hai mặt. Eo ơi. Nét căng màn hình luôn. Hôm nay em chốt sale các chị mã hàng toan kho 30 kèm màu kèm số điện thoại 236.000 đồng. Eo ơi quá rẻ luôn. 236.000 em đố các chị mua được ở đâu giá này. Được chưa ạ? 236.000 đồng, ok em nhận cọc nhá. Ok em nhận cọc nhá mọi người ơi. Các chị ơi, khách mới mua vui lòng cọc giúp nhà em. Đây ạ. Ôi đẹp chưa? Ok toan kho 30 năm cái. Ok là em cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Toan kho 30 kèm màu kèm số điện thoại. Em ơi đủ màu năm luôn đây. 236.000. Em có đen, cam và than, màu nào cũng đẹp các chị ạ. Màu than đẹp dã man luôn. Màu than đẹp dã man, màu than tây dã man luôn các chị ạ. Đây ạ, đen, cam và than giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 30 kèm màu kèm số điện thoại. Giá bao nhiêu ạ? 236.000. Ông ơi, rẻ quá. Bản NI theo này. Bản NI theo nổ cho em nhá các chị nhá. Các chị nhìn mũ này. Các chị nhìn mũ full logo của NI này, mũ hai mặt luôn. Cú pháp chốt đơn ạ. Toan kho 30 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ quá. Giá bao nhiêu ạ? 236.000. Ông ơi này. Đen, than và cam giúp em. Ok em nhận đơn toan kho 30 đẹp lắm. Các chị ơi, đẹp lắm lắm luôn đấy, chứ không phải là đẹp vừa đâu. Toan kho 30 giúp em nhá mọi người nhá. Hàng siêu cấp VIP full book xịt sò, nhìn mũ cho em. Mũ theo logo MLB chuẩn xịn như thế này luôn các chị ạ. À, đây ạ, à, đẹp không tì vết luôn nhá các chị nhá. Đẹp không khuyết điểm luôn mọi người ơi. Toan kho 30 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn, ok em nhận đơn toan kho 30 màu cam. Ok là này, màu cam này lạ và đẹp các chị. Màu cam này lạ và đẹp cho em. Toan kho 30 màu cam, toan kho 30 màu đen và toan kho 30 màu than. Các chị thích màu nào các chị lên đơn. 236.000. Theo chị một cái lần sau. Theo vào cái ba lên nhé. Toan kho 30 giúp em là 236.000 đồng nha các chị nhé. Toan kho 30 giúp em là 236.000 đồng. Ôi quá rẻ luôn. 236.000 các chị ạ. Rồi các chị lên đơn toan kho đi ạ. Bao nhiêu rồi? Toan kho 30 rồi đúng không? Ok la luôn này. Ok luôn này, toan kho 31 giúp em. Em chốt sale các chị xỉ bằng lẻ luôn, ok. Ok nhá mọi người, các chị cứ lên nè. Các chị cứ lên nhá mọi người nhá. Toan kho 30, ok em nhận đơn. Mã này của nhà em là toan kho 31. Em có màu đen. Toan kho 31 em có màu trắng. Và toan kho 31 em có màu be. Chuẩn bị cho chị con vịt đằng sau nhá. Chuẩn bị cho chị con vịt đằng sau. Ở bên kia rồi. Đây ạ, à, toan kho 31 cho em, co giãn thoải mái đến 70 cân các chị mặc cũng vừa. Em này là chất len. Em sale lỗ cho các chị luôn, được chưa ạ? 121.000 đồng. Đúng rồi con vịt.
121.000 đồng cho em. Cú pháp chốt đơn ạ, toàn kho 31 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 121.000. Em ơi 121.000. Không thể tưởng tượng được các chị ơi, một bản lồ xe dâu mà giá chỉ 121.000 các chị ơi, không thể sản xuất được. Không thể sản xuất được luôn các chị ơi, 121.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Toàn kho 21 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 121.000 đồng ok em nhận đơn toàn kho 31. Ok toàn kho 31 121.000, rẻ quá là rẻ luôn các chị ơi. Không đi mua đồ ở đâu giá này, rẻ quá là rẻ luôn. Toàn kho bạn, toàn kho 31 giúp em. Set vơ sạc là 249.000. Set vơ sạc là 249.000. Có màu đen và màu trắng đúng không? Toàn kho 31 em có màu be, màu đen và màu trắng. Ok là chưa ạ? Màu đen, màu be và màu trắng. Set vơ sạc em kia chị giữ vơ sạc là bao nhiêu tiền? Đấy set để bao nhiêu tiền? 249.000. Mã bao nhiêu? Toàn kho 23 màu đen 249.000. Các chị muốn xem màu trắng các chị comment cho em là xem VS trắng nhá mọi người nhá. Các chị muốn xem màu trắng các chị comment cho em là xem VS trắng của em. Được chưa ạ? Mã này của nhà em là toàn kho 31. Ok là này, em qua mã này. Toàn kho, mã này là mã bao nhiêu em? Đó qua nhé. Toàn kho 32 giúp em. Toàn kho 32 em có màu xanh lá. Toàn kho 32 em có màu đỏ. Và toàn kho 32 em có màu xanh dương. Cho chị màu xanh dương đi em. Toàn kho 32 màu đỏ, toàn kho 32 màu xanh lá. Và toàn kho 32 màu xanh dương. Em kỷ niệm xương xương các chị. Giá toàn luôn 239.000 đồng. Vịt xịn, vịt mũ nổi cho em, vịt dệt nhá mọi người nhá. 200 bao nhiêu ạ? 239.000 đồng. Cú pháp cho đơn là toàn kho 32 kèm màu kèm số điện thoại 239.000. Toàn kho 32 giúp em kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 239.000 đồng ok em nhận đơn nhá mọi người nhá. Toàn kho 32 ok la này. Toàn kho 32 bổ sung số điện thoại giúp em các chị yêu ơi. Toàn kho 32 bổ sung số điện thoại giúp em. Em đang mặc là toàn kho 30 màu cam. Em đang mặc là toàn kho 30 màu cam là sao em có toàn kho 30 màu xanh than. Và em có toàn kho 30 màu hello. Đen. Hello em yêu, ok toàn kho 32 nhận đơn. Hello hello, toàn kho 32 giúp em. Toàn kho 32 màu xanh lá. Toàn kho 32 màu đỏ. Và toàn kho 32 màu xanh dương giúp em. Được chưa ạ? 239.000 đồng cho mã hàng toàn kho 32 giá như chị mã. Toàn kho 32 giúp em 239.000 đồng. 239.000 em đang mặc là toàn kho 30 màu cam. Thưa chị toàn kho 30 màu đen ạ. Toàn kho 30 màu cam ạ. Toàn kho 30 màu đen chốt đơn ạ bạn ơi. Toàn kho 30 màu đen và toàn kho 30 màu xanh than. Xanh dương là mã nào ạ? Xanh dương là mã vịt ạ các chị. Mã vịt là toàn kho 32. Nhá mọi người nhá. Ok là chưa ạ? Chị không lên rồi, chị không lên rồi. Chị không có quần đấy rồi. Chỉ có quần nỉ thôi, chỉ có quần nỉ thôi. Quần nỉ nhá, quần nỉ được không? Toàn kho 30 10 giúp em. Mã này là toàn kho 30. Em có toàn kho 30 màu đen, toàn kho 30 màu cam và toàn kho 30 màu than giúp em được chưa ạ? Nổ đơn rồi anh em ơi, giá rẻ vô cùng luôn. Có 236.000 đồng. Vứt hộp ra đây em ơi. Có 236.000 đồng. Nha các chị nhá, hộp 236. Ai lấy các chị lên đơn, em này mặc đôi được. Nam dưới 75 cân mặc được giúp em. Full búp xịn sò, ok là chưa ạ? Full búp xịn sò luôn, toàn kho 30 kèm màu kèm số điện thoại 236.000 đồng. Đây này lên cho các chị mã này siêu đẹp. Mã này em bán tặng các chị lấy cái feedback nha các bác nhá. Em không nhập đồ giá này đâu. Mã này là mã 33 giúp em. Toàn kho 33, ok là ok toàn kho 30 ok nhận đơn của em yêu này. Ok la luôn, cảm ơn em rất là nhiều. Toàn kho 33 giúp em này. Lấy cái này trải nghiệm này các chị ơi. Vẫn là hàng siêu cấp VIP nha mọi người. Ok toàn kho 32 màu xanh lá. Ok. Ok toàn kho 32 màu xanh lá. Là áo vịt. Ok la, lên quần nỉ em ơi. Ok luôn, khách mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em. Khách mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em mọi người ơi. Toàn kho 33 giúp em.
áo nỉ hàng siêu cấp VIP xịn sò. Áo nỉ hàng siêu cấp VIP xịn sò như thế này. Ngày hôm nay em lên cho các chị một màn chốt sale đẳng cấp luôn. Ok, lên lên mỏng Long ơi. Long ơi, lên lên mỏng Long ơi. Lên đơn giúp em mã này. Băng kho 33 em kỷ niệm các chị xỉ bằng lẻ luôn 99.000 đồng. 99.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn? Băng kho 33 kém số điện thoại 99.000 đồng. Được chưa ạ? 99.000. Ai lấy các chị lên đơn? Quá rẻ luôn, áo nỉ hàng siêu cấp VIP. Mà sau chuẩn xịn luôn đây. Mà sau chiếc chuẩn xịn luôn 99.000 đồng cho chị một mã nỉ nữa đi em. Băng kho 33 giúp em nha các chị nha. Bán tặng các chị xỉ bằng lẻ. Chỉ bo viền đàng hoàng xịn sò. Được chưa ạ? Ok em nhận đơn 33. Ok em nhận đơn 33 nhá các chị nhá. Mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp nhà em. Ok em nhận đơn 33 này các chị ơi. Ok luôn. Ok la luôn. Ok dừng đơn 33 chưa em? Ok dừng đơn 33 chưa? Ok 33 đủ đơn luôn. Em bán quá rẻ mà 99.000. Nhận cái này phải feedback cho em nhá. Băng kho 33 giúp em. Ok này. Rồi em dừng này. Dừng 33 này. Ok la này. Rồi tiếp tục cho em. Mã 34. Ai được cả hai mã thì chúc mừng các chị. Mà ai được một mã thì hoan hỉ giúp em nhá mọi người nhá. Đây ạ, chỉ chốt số lượng như thế thôi. Các chị ạ, vì lỗ quá là nhiều rồi. Vì lỗ quá là nhiều rồi các chị ơi. Các chị lên đơn giúp em. Áo gấu râu siêu hả? Băng kho 34 kém số điện thoại. Nhìn này, hàng siêu cấp VIP chuẩn xịn. Được chưa ạ? Ba tác cho chị em mình. Cho đơn mã kèm số điện thoại. Form thoải mái nhá, form thoải mái như em đang mặc. Mã kèm số điện thoại giúp em. Băng kho 34 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Băng kho 34 cho em. Vẫn cứ là 99.000 tặng các chị. Vẫn cứ là 99.000 tặng các chị luôn. Băng kho 34 kèm số điện thoại giúp em. Băng kho 34 cho em nhá mọi người nhá. Mã 33 đợt em đang chốt nha. Mã 34 cho em. Ai không được mã 33 thì chuyển sang mã 34. Ai được cả hai mã thì xin chúc mừng các chị. Các chị đang quay vào ô may mắn. Đấy các chị đi mua chỗ khác phải 250 ạ. Cái này các chị đi mua chỗ khác phải 250 ạ. Băng kho 34 giúp em 99.000 đồng. Băng kho 35 cho em là một bản CC này. Xịt đét nét căng như thế này luôn ạ. Xịt đét nét căng này. Áo len CC xịn sò em có hai màu. Màu đen và màu trắng ạ. Áo len mông tơ ghi mỏng mỏng nhẹ nhẹ xương xương. Nhưng nó không hề mỏng một chút nào. Đã mọi người nhá, dày dặn lắm. Đây ạ. Các chị lên đơn giúp em này. Khách mới mua hàng lần đầu. Không có cái gì cứ đổi hàng như này là nhà em không lên đơn được nhá. Mọi người thông cảm giúp em nhá. Mọi người thông cảm giúp em nhá mọi người. Nhà em không đổi đơn nhá mọi người nhá. Các chị lên đơn giúp em má này giúp em. Băng kho 35 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Băng kho 35 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Băng kho 34 ok em nhận đơn này. Băng kho 35 cho em. Em tặng các chị luôn 139.000 đồng chỉ bằng lẻ. Băng kho 35 áo len. Em tặng các chị 139.000 đồng xỉ bằng lẻ nhá mọi người nhá. Áo len cho em 1392 để các chị lên đơn ạ. Băng kho 35 giúp em 139.000 áo em lên cho các chị mã này đồng ý luôn này. Lên cho các bác mã này đồng ý luôn này. Là mã 36 ok. Mã 34 vẫn lên các chị ạ. Ok mã 35 màu đen ok là này. Mã 35 ok ok các chị ơi. 35 màu đen và trắng nhá các chị nhá. Đủ màu luôn chứ chị ơi. Ok la luôn này, mã 35 giúp em. Ok chẳng em nhận đơn. Ok ai có đơn rồi các chị comment trên là dồn đơn. Ai chưa có đơn thì các chị comment kèm số điện thoại giúp em. Rồi các chị bổ sung địa chỉ cho em nhé mọi người nhé. Băng kho 36 này, xinh xỉu luôn ok. Mã 35 các chị cứ lên đơn đi. Số lượng vẫn còn cho chị em mình luôn. Xinh không? Mã toan kho 36 cho em. Một bản Dior len lửng dáng vừa cho em này. Các chị ơi nhưng mà thoải mái cân nặng nhá. 68-70 cân các chị cũng mặc được cho em. Được chưa ạ? Đây. Yêu chưa? Này. Chất này không hề bị bay dão một chút nào luôn. Mặc nó ôm vào người nó rất là đẹp. Nó cực kỳ tôn dáng luôn nha các chị nha. Rất là tôn trái banh luôn. Rẻ vô cùng. Em kỷ niệm các chị 106.000. 106.000 đồng một áo. Xỉ em tặng các chị giá XX luôn. Ok chưa? 106.000 đồng một cái áo len các chị đi xem. Nó ơi rẻ hơn cả một cái áo phông luôn. Má này các chị lên đơn giúp em là toan kho 36 màu xanh và toan kho 36 màu đỏ giúp em chất này. Phê chưa? Toan kho 36 màu xanh và toan kho 36 màu đỏ. Ai lấy các chị lên đơn ạ?
toan kho 36 xanh và toan kho 36 đỏ của em. Giá siêu siêu rẻ, 105.000 đồng nhá mọi người nhá. Toan kho 36 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 105.000 ạ. Ai đấy các chị lên đơn xinh lắm, 105.000 đấy, không quá ngắn đâu nhá. Sơ vin được này các chị này, thấy không? Sơ vin được luôn, mặc xuông cũng được luôn, các chị thích mặc kiểu gì thì các chị mặc kiểu đấy nhá mọi người nhá. Toan kho 36 cho em. Ôi, phê đét nét căng luôn. Toan kho 36 kèm màu kèm số điện thoại. Đẹp xỉu up xỉu down, xỉu lên xỉu xuống. 105.000 đồng nhá mọi người nhá. Mã Dior này quá là hot luôn rồi các chị ơi. Mã Dior này quá là hot luôn rồi. Mã này em cũng tặng nốt các chị này, 105.000. Toan kho 37 giúp em. Em có màu trắng, màu đen và màu be. Toan kho 37 kèm màu kèm số điện thoại. Eo ơi, co giãn cực đỉnh luôn mọi người ơi. Co giãn cực đỉnh luôn mọi người ơi. 108.000. 108.000 cho em mã hàng 37. Toan kho 37 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Màu be này thì nhẹ nhàng sương sương này. Màu đen huyền bí cho em này rất là dễ mặc này. Và màu trắng này rất là sang chảnh. Màu trắng này cực kỳ sang chảnh giúp em nhá mọi người nhá. Toan kho 37 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người ơi. Giá rẻ vô cùng. Giá rẻ vô cùng, 108.000 cho một chiếc áo len mọi người ạ. Eo ơi, chất hàng loại một giấy dặn lắm. Chất hàng loại một giấy dặn vô cùng luôn. Mã hàng toan kho 37 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá các chị nhá. Toan kho 37 kèm màu kèm số điện thoại. 37 này. Em đang mặc là 36, ok, các chị cứ lên đơn đi. 36 cho em 105.000 ạ. 36 là 105.000. Toan kho 36 105 nhá các chị nhá. Em có màu đỏ và màu xanh. Toan kho 36 em có màu đỏ và toan kho 36 em có màu xanh giúp em. 105.000 ạ. Ôi rẻ quá. Các chị ơi thả like thả tim mạnh mẽ lên giúp em. Thả like thả tim mạnh mẽ lên đi mọi người ơi. Cố em lên quần nghỉ cho mọi người này. Em lên quần nghỉ cho mọi người nhá. Một bản quần nghỉ đã. Một bản quần nghỉ đã cho em hàng siêu cấp VIP. Đây ạ, quần nỉ rất là dày dặn luôn này. Chân da cá chân cua nhá. Chân da cá chân cua nó sẽ đắt hơn chân da cá chéo nhá mọi người nhá. Được chưa ạ? Đấy, chỉ có người bán nói rõ chất lượng của các chị thôi. Còn các chị mua hàng người ta cứ bảo chân nỉ thì các chị biết chân nỉ. Chân nỉ có vô vàn. Chân nỉ luôn. Thì cho em này, hàng full tắc mắt xịn sò như thế này. Mã này là mã bao nhiêu ạ? 38 luôn. Toan kho 38 giúp em. Toan kho 38 em có màu đen này. Toan kho 38 em có màu xám. Và toan kho 38 em có màu xanh. Năm nay rất là hot màu xanh. Vẫn cứ là 136.000 phục vụ chị em nhỉ. Vẫn cứ là 136.000 phục vụ chị em nhỉ. Cho mã hàng toan kho 36 nhá các chị nhá. 38. Toan kho 38 136.000. Được chưa ạ? Hàng chuẩn xịn như thế này luôn. Tăng bát đến kim băng này. Nhìn bản cà quần cho em này, siêu dày dặn này. Đằng sau có túi này. Toan kho 38 màu xanh. Được chưa ạ? Toan kho 38 màu xám. Ok là chưa ạ? Và toan kho 36 màu đen. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy ạ? Toan kho 38 kèm okay. Màu. Ok, kèm nhận đơn toan kho 38. Ok, nhận đơn này. 136 okay. Toan kho 38 toàn thấy mua 2 màu. Ok là luôn này. Các chị ơi tin em đi, siêu đẹp 136.000, đảm bảo nhận hàng không làm các chị thất vọng. Đảm bảo nhận hàng không làm các chị thất vọng. Cardigan vịt là mã bao nhiêu em? Ba mấy? Cardigan vịt là mã 32, em ghi chữ vịt rồi. 239.000. Cardigan vịt là mã toan kho 32, 239.000 nhá chị nhá. 239.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Toan kho 38 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Quần của nhà em nó xịn như thế này luôn. Quần nhà em nó xịn như thế này luôn mọi người ơi. Rồi tiếp tục lên đơn cho em mã hàng. Toan kho bao nhiêu rồi? Toan kho 39 cho em. Toan kho 39 nhá mọi người nhá, xinh cực. Toan kho 39 em kỷ niệm các chị xỉ bằng lại. Ok. Toan kho 39 em kỷ niệm các chị xỉ bằng lẻ nhá mọi người ơi. Mã này Trung Quốc nó gửi mẫu cho em số lượng ít quá. Số lượng ít quá các chị ơi, thập cẩm ngũ vị hương vào được 40 cái không bỏ bán. Đây ạ, thập cẩm ngũ vị hương mỗi màu vài cái.
có màu được chục cái không bỏ bán các chị ạ. Ba kho bao nhiêu? Ba kho 39 cho em nhá các chị nhá. Em có ba kho 39 màu xanh lá, xinh không? Rất là xinh. Đây ạ, à, em đặt rồi 2 tháng nữa mới về, hơn tháng nữa mới về. Đây ạ, à, mình nó đang sản xuất. Tăng kho 38 em nhận đơn ok. Tăng kho 39 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn em mới dơ lại cho khách xem cái quần của 38. Tăng kho 39 em có màu xám. Tăng kho 39 em có màu xanh lá. 230.000 em lỗ tiền đường chuyển cho các chị. Được chưa ạ? 230.000 cho em. Ai lấy các chị lên đơn má 38 đây nhá. Các chị lên đơn tăng kho 38 kèm màu gần số điện thoại. Rồi em cứ đổi màu cho các chị xem. Má này là má 39. Toan kho 39 giúp em. Toan kho 39 em có màu xám. Và toan kho 39 em có màu xanh. Áo em đang mặc. Được chưa ạ? 270.000 đồng. 230.000. À 230.000. 230 cho em. Được chưa ạ? Ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 39 kèm màu kèm số điện thoại. 230.000. Em có màu xám và em có màu xanh. 230.000. 230.000 nhá mọi người nhá. Chỉ chó hôm nay chị chưa lên rồi em ạ. Chỉ chó hôm nay chưa lên đúng không? Quần 136.000. Thì chó hôm sau nhá, quần 136. Thì chó hôm sau. Má 38. Quần là má 38 nhá bạn ơi. Rồi, má này là má toan kho 40 cho em. Một set eo gì? Em có khoảng tầm 30 set. Em có một khoảng tầm 30 set hàng cu nhá mọi người nhá. Em này rất là xinh, các chị lên đơn cho em má hàng toan kho 40 màu trắng. Và toan kho 40 màu đen giúp em. Em kỷ niệm các chị 219.000 xỉ bằng lẻ. Được chưa ạ? À? Ok, toan kho 39 em nhận đơn. Toan kho 40 giúp em. Toan kho 40 em có màu trắng. Và toan kho 40 em có màu đen ạ. À. Về đen nét căng luôn. Hàng siêu cấp VIP xịn sò như thế này. Đây ạ. À. Hàng siêu cấp VIP xịn sò như thế này luôn. Ai lấy các chị lên đơn ạ? À? Toan kho 40. Có màu đen và toan kho 40 em có màu trắng nhá mọi người nhá. 200 bao nhiêu nhỉ? 219.000 đồng. Toan kho 40 màu đen và toan kho 40 màu trắng ạ. À. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. 219.000 đồng nha các chị nhá, siêu siêu rẻ luôn. 219. Ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 40 màu đen. Toan kho 40 màu đen ạ. À. Và toan kho 40 màu trắng giúp em 219.000 đồng. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Nhận hàng chuẩn book giấy xịn sò như thế này nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị comment giúp em là toan kho 40. Toan kho 40 giúp em siêu đẹp luôn. 219.000. 219.000. Ok, em nhận đơn toan kho 40. Toan kho 41 em đập hộp cho các chị này. Ok, toan kho 38 em nhận đơn. Ok la luôn. Toan kho 41 cho em thả like thả tim lên đi mọi người ơi. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi ạ. Ngày nào nhà em cũng lên livestream và chốt sale các chị, vì nhà em là tổng kho, nhà em bán xỉ là chính. Các chị ơi, các chị mua lẻ cực kỳ rẻ luôn, bán xỉ là chính nhưng mà đơn lẻ ngày nào cũng phải 100-200 đơn các chị ạ. Cứ sương sương ngày live vài tiếng 100-200 đơn mọi người ơi. Nhà các chị cứ yên tâm là xỉ lẻ nhà em giá cực kỳ rẻ luôn nhá mọi người nhá. Chịu khó xem livestream của em, có những mã em bán cho các chị xỉ bằng lẻ rẻ hơn cả giá nhập, được chưa ạ? Rồi các chị lên đơn giúp em mã này. Toan kho 41 giúp em. Một bản chôm hàng siêu cấp VIP. Full giấy này, full bill các thứ các kiểu này, full thẻ cả cho chị em mình luôn. U là trời, đẹp tuyệt vời luôn. Đây ạ, à, em này của nhà em là một bản chôm hai mặt nhá. Em này của nhà em là một bản chôm hai mặt cho em này. Chữ ở bên tay này. Chữ full tay cho chị em mình luôn. Được chưa ạ à, mọi người ơi. Các chị đăng ký mã hàng giúp em là toan kho 41. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Các chị đăng ký giúp em mã hàng là toan kho 41 nhé. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Em sẽ có toan kho 41 màu đen, toan kho 41 màu trắng và toan kho 41 màu hồng. Toan kho 41 giúp em. Đen, trắng và hồng ạ. Siêu đẹp. Toan kho 41 giúp em nhé mọi người ơi. Em có đen, trắng và hồng ạ. Rẻ lắm, rẻ vô cùng. Em đập hộp cho các chị xem hết đã nhá.
Các chị nha, em đổ bộ cho các chị xem hết nha. Toang kho 41 giúp em này. Đẹp xỉu up xỉu down, xỉu lên xỉu xuống luôn. Màu đen, màu trắng và màu hồng giúp em. Năm nay cực kỳ hot cái màu trắng các chị ạ. Năm nay không hiểu sao cực kỳ hot cái màu trắng luôn. Khách thích cái màu trắng vô cùng. Nên là cái mã này em đặt khoảng tầm hơn một tháng nay rồi. Không ngờ là màu trắng lại hot như thế. Chúng sau em sẽ đặt nhiều trắng hơn, đỉnh không? Toang kho 41, đen trắng và hồng giúp em. Hai mặt luôn, bản trôm hết. 229.000. Rẻ vô cùng, mời các chị lên đơn. Toang kho 41 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Ok, em nhận cọc này. 229.000 luôn này, 229.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ? À? Toang kho 41 cho chị biết áo GC hộ. Toang kho 41, ôi các chị ơi, áo nỉ hộp hộp. Toang kho 41 giúp em, ai lấy các chị lên đơn. Toang kho 41 ạ, à? Ai lấy các chị lên đơn GC hộ. Toang kho 41 giúp chị mấy cái áo cộp ra đây ạ. Toang kho 41 em có 3 màu, đen, trắng và hồng. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy. Khách mới mua hàng lần đầu các chị vui lòng cầm giúp nhà em để nhà em lên đơn. Các chị mấy cái áo cộp cho chị ít hổ. Hổ GC hổ ấy, hàng búc ấy. GC búc đi. Toang kho 41 giúp em. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy ạ. 229.000 nhá mọi người nhá. Eo ơi, nó quá là đẹp luôn các chị ơi. 229.000 đồng. Ai thích màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em. Mã hàng toang kho 41. Kèm màu, kèm số điện thoại. Ok, 229.000. Ok, em nhận đơn nhé mọi người ơi. Toang kho 41 giúp em, cực kỳ đẹp luôn. 229.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Toang kho 41 giúp em. 229 treo giúp chị hai cái này là 229.000. Mã 42 cho em. Mã 42 ạ. Mã 42, em có một bản GC đắt, em có 2 màu. GC đắt em có 2 màu, màu cam và màu xanh. Cú pháp cho đơn là toang kho 42 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Siêu đỉnh luôn, đây ạ. Toang kho 42 giúp em, ok em nhận cọc nhá mọi người nhá. Ok la luôn này. Các chị cọc các chị cứ gửi vào thử view ở số vào inbox giúp em nhá mọi người nhá. Để nhớ đâu mà nhân viên nhà em có sai sót không chịu cọc các chị thì các chị cũng có bằng chứng như thế để nhà em trả lại cọc cho mọi người chứ. Toang kho 42 giúp em. Áo thun lưới cực đẹp. Em có 2 màu. Màu cam và màu xanh ạ. Toang kho 42. Em có 2 màu, toang kho 42 màu cam và toang kho 42 màu xanh. Toang kho 42 em phục vụ chị em mình với giá là 118.000 đồng. Một bản áo thun lưới hàng thu như thế này. Mặc chất liệu nó rất là thích các chị ạ, nó sẽ ôm theo dáng người của mình. Nó sẽ xuôn theo cái dáng người của mình, nó nhẹ nhàng xương xương. Sản phẩm không thể thiếu trong tủ đồ của chị em mình. Mẫu mới của nhà GC phối đáp cho em siêu đẹp. Toang kho 41 kèm màu. Toang kho 42 kèm màu. Kèm màu kèm số điện thoại. 118.000. 118.000 giúp em. 118.000, ai lấy các chị lên đơn. Toang kho 42 giúp em ạ. 118.000 đồng nhá mọi người ơi. Giá rẻ vô cùng luôn. Toang kho 42 ạ, 118 nhá mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn mã 42. Ok, 42 bổ sung số điện thoại đi khách mới ơi. Mã 42 bổ sung số điện thoại giúp em mọi người ơi. Bổ sung số điện thoại nhá. Mã 43 em lên đơn cho chị em mình. Ok, mã 42 em nhận đơn. Ok, mã 42 em nhận đơn nhá mọi người nhá. Mã 42 bổ sung màu giúp em đi các chị ơi. 42 em có 42 màu cam. 42 em có màu cam và màu xanh ạ. Kèm màu giúp em nhá mọi người nhá. Mã này của nhà em là mã 43. 43 của nhà em là một bản BVR chị Vi Dương ơi. Chị kèm màu giúp em ạ. Chị Vi Dương bổ sung màu giúp em. Mã toang kho 42 em có cam và xanh. Chị lấy màu nào chị lên đơn màu đấy nhá. Chị lấy màu nào chị lên đơn màu đấy giúp em. Một bản áo BVR hàng light out được chưa ạ? Đây ạ, bản light out xịn sò như này. Ok, em cứ đơn chị Vi Dương này. Đây ạ, các chị lên đơn giúp em mã này. Mã 43 giúp em. Toang kho 43 em có duy nhất một màu. Bản light out giúp em. Bo viền cổ. Bo viền cổ to xịn sò như thế này ạ. 43 em nhận đơn. 166.000 đồng. Ok, toang kho 42. Ok, em nhận đơn toang kho 42. Mã này của nhà em là mã 43.
khách mới mua hàng lần đầu mua trên 3 sản thì các chị chủ động cọc cho em, hoặc các chị cọc luôn cho em thì chắc chắn là mình có đơn. Các chị nhá, mã này là mã 43 cho em, rất là đẹp luôn. Để rớt nước mắt luôn, tăng kho 43 cho em. 166.000 đồng, ok em nhận đơn này. Tăng kho 63, tăng kho 43 giúp em. Khách mới các chị bổ sung địa chỉ nha mọi người nhá. Khách mới các chị bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Tăng kho 43 kèm màu, à tăng kho 43 chỉ có duy nhất một màu thôi các chị ạ. Tăng kho 43 chỉ có duy nhất một màu thôi. 166.000. Tăng kho 44. Tăng kho 44 cho em. Ok nhá mọi người ơi, tăng kho 44 giúp em này. Mã đen xanh là cái gì? Mã đấy lên rồi mà. Mã đấy còn hàng. Mã trôm. Hết rồi. Mã đấy là mã bao nhiêu? Còn 10 cái. Giờ dơ mã cho chị cả. Mã này mã bao nhiêu nhỉ? 44. Mã này là mã 44 cho em. Áo phông gấu dâu cực xinh. 149.000 ngày hôm nay xả lỗ cho các chị. 149.000 ngày hôm nay em xả lỗ cho các chị luôn. 88.000 đồng. Mã hàng toan kho 44 kèm số điện thoại. 88.000 đồng. Toan kho 44 kèm số điện thoại giúp em. 88.000 chuẩn bị hàng chị. Chuẩn bị môi chị cho khách đỡ hỏi. Toan kho 44 giúp em 88.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 44 kèm số điện thoại giúp em nha các chị nhá. Ok toan kho 43. Toan kho 43 là cái gì đấy? Ok toan kho 43 em nhận đơn. Ok la luôn. Toan kho 44 cho em. Ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 44 kèm số điện thoại. Hả? Toan kho 44 kèm số điện thoại giúp em. Toan kho 44 cho em kèm số điện thoại. Ok em nhận đơn toan kho 44. 88.000 đồng. Bổ sung số điện thoại giúp em ạ. Toan kho 44 bổ sung số điện thoại giúp em. 88.000 đồng còn một ngày. Mã này là mã bao nhiêu ạ? 21. Toan kho 21 giúp em. Toan kho 21 áo nỉ trôm nhá mọi người nhá. Em có hai màu, màu đen và màu trắng. 238. 238.000. Tăng kho bao nhiêu ạ? Tăng kho 21, em có 2 màu. Tăng kho 21 màu trắng cho em. Và tăng kho 21 màu đen ạ. Tăng kho 21 màu trắng và tăng kho 21 màu đen. Được chưa ạ? 40 cân mặc sẽ thoải mái nhá các chị nhá. 40 cân mặc không vừa, mà 40 cân mặc sẽ thành dáng suông giấu quần như thế này. Mặc thoải mái các chị nhá. Vì nó là dáng nỉ hoodie nên nó sẽ không ôm đâu nha mọi người. Nó là dáng nỉ hoodie nó sẽ không ôm nhá mọi người nhá. Được chưa ạ? Các chị lên đơn giúp em mã này. 1m51 40 cân thì nó sẽ tương đương với khoảng tầm 1m60 45 47 cân. Đấy, mặc vẫn sẽ suông thôi, không ôm nhá mọi người nhá. Đây ạ, các chị lên đơn giúp em mã hàng. Toan kho 21 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Chị là em là 1m60 nhá, các chị cứ nhìn em thôi, các chị hướng vào người các chị nhá. Em là 1m60 nhá các chị nhá. Toan kho bao nhiêu ạ? Toan kho 21 màu đen và toan kho 21 màu trắng giúp em nhá các chị nhá. Tay in chôm này rất là đẹp năm nay, nói chung là mã chôm năm nay cực kỳ xuất sắc luôn. Toan kho 21 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá. Hàng full book xịn sò như thế này. Toan kho 21 ạ. À. Rồi em lên cho các chị mã hàng toan kho 45. Toan kho 45 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 45 em chỉ có duy nhất một màu này thôi nhá mọi người nhá. Toan kho 45 em chỉ có duy nhất một màu này thôi. Các chị thích thì các chị lên đơn giúp em. Mã này của nhà em. Mã này của nhà em đang bán với giá là 139.000. Ngày hôm nay em chốt sale các chị với giá là 83.000. Cú pháp chốt đơn. Toan kho 45 kèm số điện thoại giúp em nha các chị nhá. Toan kho 45 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 45 kèm số điện thoại là 83.000 đồng. Toan kho 45 là 83.000 đồng nha các chị nhá. Rồi toan kho 46 em lên cho các chị. Toan kho 45 bổ sung số điện thoại giúp em các chị yêu ơi. Ai có đơn rồi các chị comment cho em là toan kho 45 dồn đơn. 83.000. Toan kho 46 cho em. U là trời này em. Thì Phương mua hai sản phẩm cọc giúp mình các bạn nhé. Mua trên hai sản phẩm các chị vui lòng cọc giúp em ạ. Toan kho 45 em nhận đơn ok la này. Toan kho 46 cho em có 3 màu. Toan kho 46 màu trắng. Ui đẹp quá các chị ơi.
toang kho 46 màu trắng, toang kho 46 màu đen và toang kho 46 màu hồng nha các chị nhá. Toang kho 46 giúp em. Ok, toang kho 45 em nhận đơn. Toang kho 46 ạ, đen trắng và hồng giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Toang kho 46 đen, toang kho 46 trắng và toang kho 46 hồng cho em. Hàng siêu cấp VIP full book xịn sò như thế này. Ngày hôm nay em chốt đơn em biếu em tặng các chị 209 lên đầu. 209 cầm giúp chị với. Áo nị hoodie bình thường nhà em đang bán là khoảng tầm 235.000. Được chưa ạ? Hôm nay em tặng các chị là 209.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Má bao nhiêu ạ? Toang kho 46. Toang kho 46 cho em. Kèm màu kèm số điện thoại cho em. Kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Toang kho 46 kèm màu kèm số điện thoại. 209.000 mọi người nhá. 209.000 mọi người ơi. 209.000 cho em. Xinh lắm mọi người ơi. Xinh xỉu luôn đây ạ. Mã 46 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá các chị nhá. Khách mới các chị bổ sung địa chỉ đi ạ. Khách mới các chị bổ sung địa chỉ giúp em nhé. Em có phần mềm bật comment rồi, các chị sẽ không nhìn thấy comment đâu ạ. Các chị sẽ không nhìn thấy comment và không ai nhìn thấy comment của các chị đâu, nên các chị cứ yên tâm là như thế. Được chưa ạ? Toang kho 46 màu hồng, toang kho 46 màu đen đẹp lắm và toang kho 46 màu trắng giúp em. Bản GC xịn sò như thế này luôn. Năm nay mà trong tủ đồ của mình mà không có một chiếc áo GC hổ như này thì thật sự luôn đấy. Các chị ạ, rất là có lỗi với nhà sản xuất. Các chị lên đơn giúp em đã, hàng toang kho 46 em có 3 màu nhá mọi người nhá. 209.000 xỉ chiếc khấu đẹp cho chị em mình. 209.000 xỉ chiếc khấu đẹp cho chị em mình luôn. Mã hàng toang kho 46 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 209.000 ạ. 209.000 đồng cho mã hàng toang kho 46 ạ. Tiếp theo lên đơn cho em là mã hàng toang kho 47. Toang kho 47 em có màu đen và toang kho 47 em có màu trắng ạ. Toang kho 47 em có màu đen và toang kho 47 em có màu trắng nhá mọi người nhá. Bản len CC cực kỳ đẹp. Mã này của mình được tặng thêm một cái tang đá rất là xinh. Đây ạ, bản len CC được tặng kèm tang đá rất là xinh. Ai lấy các chị lên đơn giúp em mã hàng toang kho 47 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 155.000 đồng nhẹ nhàng sương sương tặng kỷ niệm các chị để mà các chị dồn đơn, được chưa ạ? Nhẹ nhàng sương sương em tặng các chị kỷ niệm dồn đơn. Full bản đá cho em toang kho 47. Ok, 46 em nhận đơn. Mã 47 lên đơn cho em. Ok, em nhận cọc nhá. Mã 47 lên đơn cho em với giá là 155.000 đồng. Ôi, ok em nhận cọc nhá các chị ơi. Mã 47 lên đơn cho em với giá là 155.000 đồng các chị nhá. Xỉ chiết khấu cho các chị 1xxx tiểu học. Xỉ chiết khấu cho các chị 1xxx tiểu học luôn. Mã hàng toang kho 47. 47 cho em 155.000. Toang kho 47 màu đen và toang kho 47 màu trắng giúp em. Mã này của nhà em là bản len dưới 65 cân các chị mặc ok la nhá mọi người nhá. Mã 47 cho em là bản len dưới 65 cân các chị mặc ok la giúp em. Ok la luôn này. Lên đơn cho em, ok em nhận đơn 47. 47 155 màu đen màu trắng. Khách mới mua hai okay sản phẩm cộng giúp em nhá. Mã 47 cho em 155.000. Khách mua trên hai sản phẩm vui lòng cộng giúp nhà em để nhà em lên đơn. Các chị để ý điện thoại nghe điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Các chị để ý điện thoại nghe điện thoại giúp nhà em để nhà em chốt đơn cho các chị nhá. Khi mà các chị được chốt đơn ở trên livestream là các chị sẽ nhận được tin nhắn. 47 kèm màu nhá. 47 kèm màu giúp em. Các chị chốt đơn ở trên livestream là các chị sẽ nhận được tin nhắn là shop cô bố cập nhật đơn hàng của bạn, được chưa ạ? Là các chị biết là các chị được chốt màu gì. Sau đó thì ngày mai nhân viên nhà em sẽ gọi điện chốt đơn nhá. Nhà em sẽ gọi điện chốt đơn luôn và ngay cho các chị sau 10 đến 24 tiếng nhá. Mọi người để ý giúp em, nhà em sẽ gọi 2 đến 3 ca. Nếu các chị không mua thì nhà em xin phép là cho các chị vào danh sách cảnh báo nhá. Được chưa ạ? Rồi mình lên đơn tiếp tục cho em. Mã này xinh quá. Ui là trời, mã này sang xịn nhìn dã man. Ai có màu gì? Ai có màu đấy? Thu Thủy mua 2 sản phẩm cọc giúp mình nhé bạn nhé. Chị Thu Thủy mua 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp nhà em để em lên đơn nào. Xinh chưa? Rồi em lên mã 48 cho các chị trước. 48 của nhà em là mã len tim đá. Đây là áo len nhé mọi người. Đây là áo kẻ ạ. Đây là áo len kẻ cho em rất là xinh. Form thoải mái dưới 65 cân mình mặc ok la. Cúc của nhà em là cúc đá hình trái tim. Cúc là cúc đá hình trái tim mọi người ạ. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Để em gọi điện chốt đơn nhé. Mua trên 2 sản phẩm các chị cọc giúp nhà em. Được chưa ạ? Mua trên 2 sản phẩm các chị vui lòng cọc nhé. Rồi mình lên đơn giúp em mã này. Nhà em vẫn gửi số tài khoản cho các chị. Vì các chị không trả tiền trước là các chị trả tiền sau mà.
có những mã sản phẩm ở trên livestream này sale rất là rẻ, nên là cũng nhiều khi cũng sẽ ưu tiên những khách cọc trước nữa nhé mọi người nhé. Rồi các chị lên đơn giúp em mã này siêu đẹp, mã tim đá, mã len tim đá cho em, mã tim đá cho em 118.000, tắt đi rồi chị ạ. Mã 48, ai lấy các chị lên đơn mã 48 cho em. Toan kho 48 màu trắng và toan kho 48 màu đen ạ. Toan kho 48 màu trắng và toan kho 48 màu đen giúp em siêu xinh luôn, 118.000 đồng. Lưu ý cho em đây không phải là chất liệu phông mà đây là chất liệu len giúp em nhé mọi người nhé. Mã 48 ạ. Toan kho 48 kèm màu kèm số điện thoại 118.000 đồng. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em này. 118.000 ạ. Mã này em đang mặc là mã toan kho đây, đợi em một chút. Mã này em đang mặc là toan kho 49 đây ạ. Toan kho 49 cho em có này. Toan kho 49 màu be cả một set luôn nhá các chị nhá. Em sẽ không dơ set nữa, em sẽ dơ màu gì đây các chị xem. Được chưa ạ? Toan kho 49 em mặc là màu đen. Toan kho 49 này là màu be. Ok là chưa ạ? Và toan kho 49 này là màu trắng cho em. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Toan kho 49 kèm màu kèm số điện thoại giúp em 249.000 một set. Sẽ bao gồm vừa sơ mi vừa gi lê đó các chị. Ok là chưa, quá là rẻ luôn. Bình thường 240.000 các chị chỉ mua được cái áo gi lê này thôi. Hôm nay các chị 249.000, mình vừa mua được gi lê, mình vừa mua được cả áo sơ mi luôn, quá là rẻ luôn. Ai lấy các chị comment giúp em. Toan kho 49 màu be. Ai lấy các chị lên đơn nhá. Toan kho 49 màu đen. Toan kho 49 màu trắng. Ôi, màu trắng đẹp quá. Toan kho 49 màu trắng, ok em nhận cọc nhá chị yêu ơi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Toan kho 49 màu be, cọc các chị gửi bill ở inbox giúp em nhá. Toan kho 49 màu be, toan kho 49 màu trắng và toan kho 49 màu đen giúp em 249.000 nha các chị yêu ơi. Ai lấy các chị lên đơn ạ, 249.000. Mã này là toan kho bao nhiêu em? Mã này là toan kho 27, 269.000. Mã này của nhà em là toan kho 27 màu be nhá mọi người. Toan kho 27 màu be giúp em 269.000. Các chị thích xem, các chị comment cho em là xem. Toan kho 27 màu be là 269.000. Mã tiếp theo của em là mã toan kho 50 nhé mọi người. Mã tiếp theo của nhà em là mã toan kho 50, em có này, màu hồng, màu trắng và màu đen. Mã 50 này em có 3 màu, hàng siêu cấp VIP xịn sò. Mã 50 này em có 3 màu, hàng siêu cấp VIP xịn sò nhé mọi người ơi. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em ạ. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em. Toan kho 50 màu trắng, toan kho 50 màu đen và toan kho 50 màu hồng. Các chị nhìn mặt sau này, đỉnh đét nét căng luôn, hàng siêu cấp VIP giơ chị cái bút. Hàng siêu cấp VIP xịn sò cho chị cái bút lớn lên. Đây ạ, 233.000. Ai lấy các chị lên đơn hàng siêu cấp VIP full book luôn, 233.000 nhá mọi người nhá. Toan kho 50 màu hồng 233 này. Toan kho 50 màu trắng ạ, 233.000. Toan kho 50 màu đen 233.000 đồng nha các chị nhá. Quá là rẻ luôn. Ok em nhận đơn toan kho 50. Đẹp lắm. Mã này hai mặt này các chị này. Mã này của nhà em là hàng hai mặt luôn đấy. Toan kho 50 cho em, hai mặt luôn, 233.000. Eo ơi, rẻ dã man. Mũ nỉ là mũ nỉ hai lớp, màu nào cũng đẹp. Các chị thích màu nào thì các chị lên đơn màu đấy thôi. Các chị thích màu nào thì các chị lên đơn màu đấy thôi ạ. Toan kho 50 giúp em ơi, 233.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Toan kho 50 kèm màu kèm số điện thoại 233.000 đồng đó chị nhá, 233.000 thôi ạ. Eo ơi, rẻ quá. Toan kho 50 ok em nhận đơn nha các chị nhá. Ok, toan kho 50 ai có đơn rồi các chị comment cho em là toan kho 50 dồn đơn. Ok em nhận cọc nhá. Ok em nhận cọc và hình như đấy là toan kho 51 chứ. Giờ bây giờ toan kho 51 hay toan kho 50? Toan kho 50. À chị nào toan kho 49. Ok. Ok nhá mọi người ơi, toan kho 50. Còn em đang mặc là toan kho 49 ạ. Em đang mặc là toan kho 49. Áo Mickey phía sau là mã bao nhiêu nhỉ? Mickey là mã 11. Mickey là toan kho 11 ạ. Mickey của nhà em là toan kho 11 nha các chị nhá. Mickey toan kho 11 đông ạ.
con kho 11 ạ. 269.000 Mickey. À đây đây rồi. Mickey của nhà em là toan kho 11. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Toan kho 11 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Đây ạ. Toan kho 11 em có màu be cầm giúp chị với. Toan kho 11 em có màu be ạ. Toan kho 11 em có màu đen. Và toan kho 11 em có màu xám. 269.000 đồng. 269 nhá mọi người nhá. Toan kho 11 giúp em 269.000. Má này nổ đơn tung tóe rồi các chị ơi. Má này nổ đơn tung tóe rồi. Cho chị xin một ít áo phông đi để chị bán nào. Má toan kho 52. Áo phông, áo phông. Cho chị ôi lấy cho chị ít hàng đi. Toan kho 52 giúp em. Em sẽ lên cho chị 60 mã. Nhá các chị nhá. Ơi. Toan kho 51 giúp em. Bản vơ sạc xịn sò. Bản vơ sạc xịn sò cho em. Má hàng toan kho 51 ạ. À. Em có toan kho 51 màu vàng. Gì? Toan kho 51 màu vàng ạ. À. Toan kho 51 màu trắng giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ. À. Toan kho 51 màu vàng, toan kho 51 màu trắng. Và em có toan kho 51 có vàng và trắng. Toan kho 51 em có màu vàng và toan kho 51 em có màu trắng. Bản vơ sạc siêu đẹp. Đây ạ. À. Eo ơi, màu đỉnh đét nét căng luôn các chị ơi. Màu đỉnh đét nét căng luôn. Toan kho 51 lên đơn cho em ạ. À. Em về này, eo ơi, màu đẹp vô cùng. Toan kho 51 màu vàng cho em. Và toan kho 51 màu trắng cho em. Ai lấy các chị lên đơn ạ. À. Eo ơi, rẻ vô cùng các chị ơi, rẻ vô cùng. 229.000 đồng. 229.000. Hàng full hút xịn sò như này, ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 51 màu vàng và toan kho 51 màu trắng cho em. Bản vơ sạc nỉ siêu cấp VIP nhá mọi người nhá. 229.000. Đẹp lắm. Mickey Bear ok, Mickey Bear là mã 11. Ok la nhận đơn Mickey Bear mã 11. Toan kho 21 giúp em. 229.000. Bản vơ sạc siêu đẹp. Ok là áo này là áo nỉ nha mọi người. Áo này là áo nỉ. Toan kho 21 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Toan kho 21 ok. Ok là nha mọi người nhá. Toan kho 51 chứ. Toan kho 51 giúp em. Còn đâu là má Mickey là toan kho 11. Ok em nhận đơn nhá. Ok em nhận đơn Mickey B ok là này. Má này của nhà em là toan kho 51 ạ. 229.000. Đây là áo nỉ. Hàng siêu cấp VIP. Dày dặn lắm ạ. Dày dặn lắm luôn ý này em ơi. Toan kho 51 giúp em. U là trời, dày dã man con ngan luôn, nặng tay luôn các chị ạ. Toan kho 51 nặng tay luôn. Toan kho 52 đây ạ. Ai lấy các chị lên đơn giúp em. Toan kho 52 kèm số điện thoại. Bản LV ạ. LV xinh lắm, bản LV loang ombre này. Toan kho 52 giúp em nhá. LV loang ombre đây các chị nhá. Được chưa ạ. Má 52 cho em 79.000. Ai nhanh thì được. Em không có nhiều đâu, hàng hè nhà em đang sale lỗ với các chị rồi. Nhập vào toàn hơn 100.000 đồng, bán 79.000. Toan kho 52 giúp em 79.000 đồng. Ok, ok ạ, à, ok. Ok nhá mọi người ơi, 51 ok, em nhận đơn màu vàng đẹp mà. 51 màu vàng quá đẹp luôn. Ok 52 lên đơn đi ạ, à. Ok dồn đơn nhá. Ok 52 này. Toan kho 52 giúp em lại 79.000 đồng này. Toan kho 53 em lên các chị một set lên. Ok, mã 52 em nhận đơn nhá. Các chị comment cho em là toan kho 52 giúp em. 79.000 đồng. Mã này các chị lên đơn cho em là mã 53. Đây của nhà em là một set len kẻ. Gồm một áo và một quần như thế này. Toan kho 53 gồm một... Ôi, xinh chưa? Toan kho 53 cho em gồm một áo và một quần như thế này. Ai lấy các chị lên đơn là toan kho 53. Nhìn cái màu nó đã xinh rồi mọi người ơi. Nhìn cái màu đã xinh rồi, em có 28 set phục vụ chị em mình. 249.000 đồng. Kho mã hàng toan kho 53 kèm số điện thoại. Ôi, quần len 249.000. Ôi, xinh quá, 249.000 vào cái mã này cực kỳ xinh luôn. Ok, 52 em nhận đơn này. Mã này cực kỳ xinh luôn, đằng sau là cái nơ. Đằng sau nó là cái nơ, các chị ơi. Các chị có thể mặc nơ đằng trước hay nơ đằng sau đều được. Các chị có thể mặc nơ đằng trước hay nơ đằng sau đều được. Đây ạ, à, một là các chị có thể mặc nơ đằng trước như này.
Hay là các chị có thể mặc nơ lần sau như thế này nhá mọi người nhá. Pacon 52 giúp em xinh lắm. Pacon 53 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Pacon 53 cả set len luôn. 249.000. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là Pacon 53 249 kèm số điện thoại. Pacon 54 đây ạ. Pacon 54 giúp em là một mã váy LV. Pacon 54 ạ, là một mã váy LV nhá mọi người nhá. Xinh lắm, mã váy LV là theo hai mặt luôn. Ôi đẹp hết nốt chấm, theo toàn bộ luôn mọi người ơi. Pacon 54 kèm số điện thoại giúp em. Ôi, ai mà không mua mã này thì thực sự rất là tiếc. Ai mà không mua mã này thì thực sự rất là tiếc luôn. Em làm giá các chị 1xx sợ lờ cờ hờ nhá các chị nhá. Số lượng có hạn, siêu đẹp. Pacon 54 số lượng có hạn, siêu đẹp, giá 1xx ạ. Rẻ lắm, 199.000 đồng. Ok, em nhận đơn 54 đẹp không? Đỉnh đét luôn, em biết mà, người chơi hệ LV là phải lên luôn. Đẹp VL luôn, Pacon 54 giúp em 199.000. Má 54 ạ, 199.000 đồng. Ok, like, em nhận đơn 54 này. Em ơi, nổ đơn 54 đấy, đẹp lắm, khách nhà em thích. Khách nhà em chắc chắn là thích những cái hệ này lắm các chị ơi. Pacon 55 cho em. Pacon 55, em có gấu hồng xinh xỉ 79.000, xỉ bằng lẻ. Nhìn kỹ cho em hàng siêu cấp VIP xịn sò. Pacon 55 ạ, 79.000 đồng. Hàng siêu cấp VIP xịn sò, ai lấy các chị lên đơn. Pacon 55 kèm số điện thoại 79.000. Pacon 55 79.000. Pacon 56 ok. Ok các chị ơi, Pacon 55 dồn đơn ok các chị yêu nhá. Pacon 56 cho em ok. Pacon 55 em nhận đơn, các chị cứ lên đơn 55 cho em. Pacon 56 của nhà em là một ma áo len hổ xịn như thế này của nhà GC. Các chị nhìn cái tang nó đã nói lên đẳng cấp rồi. Các chị nhìn cái tang mắt nó đã nói lên đẳng cấp rồi mọi người ơi. Pacon 56 giúp em có Pacon 56 màu đen và Pacon 56 màu trắng ạ. 179.000 đồng, xinh xỉu. Em này của nhà em là chất len gạo dày lắm. Chất len gạo nó rất là dày, nó dày hơn chất len không tôi nghĩ đấy ạ. Pacon 56 giúp em. Các chị lên đơn cho em là Pacon 56 màu trắng và toan kho 56 màu đen. 179.000 nhá mọi người nhá. 179 giúp em. Ok, em nhận đơn 55. Vẫn lên đơn 55 ok. Mã 55 ok là nha các chị nhá. 55 kèm số điện thoại nhá. Ok, 55 kèm số điện thoại, bổ sung số điện thoại đi. Mã 55 là chất gì đấy? Mã 55 là áo phông các chị không? Mã 55 là áo phông nhá. Mã 56 cho em là áo len. Mã 56 179.000 đồng là áo len nhá mọi người nhá. 179 là áo len. Ai lấy các chị lên đơn giúp chị này. 56 Toan kho giúp em 56. Toan kho 57 cho em là một bản BBL. Toan kho 57 cho em là một bản BBL. Em có hai màu, màu đen và màu trắng. Em xả lỗ cho các chị luôn nhé. 249.000 đồng. 249 ạ. Ai lấy các chị lên đơn giúp em là toan kho bao nhiêu được? Toan kho 57 giúp em. Bản BBL đính kim sa này, rất là đẹp. Ai lấy các chị lên đơn cùng Phú Phát là toan kho 57 kèm màu, kèm số điện thoại ạ. 249.000. Rẻ lắm. Toan kho 57 giúp em. 249 đẹp xỉu luôn. Các chị nhìn logo BBL này. Đó, hàng full tắc mát cho em. Ok, nhận đơn. Ok, toan kho 57 ok la. Ok la nhé các chị ơi, toan kho 57 ok ạ. Ai lấy các chị lên đơn giúp em Phú Phát cho đơn là toan kho 57 kèm số điện thoại ạ. Phú Phát cho đơn là toan kho 57 kèm số điện thoại ok. Đủ màu ok chị yêu. Mã 57 này ok la luôn này. 249.000 rẻ đèo. Mã 57 249.000 rẻ bèo luôn các chị ạ. Ok ok, mã 57 nha các chị nhá. 249.000. Các chị cần kiểm tra đơn comment kiểm tra đơn kèm số điện thoại ạ. Các chị cần kiểm tra đơn comment là kiểm tra đơn kèm số điện thoại nha các chị nhá. Mã 58 cho em. Áo gấu. Áo gấu màu nâu tây lắm. Mã 58. 149 hôm nay sale lỗ 79.000. Mã 58 149 hôm nay sale lỗ 79.000 đồng. Ok là chưa 79.000. Ai lấy các chị comment đúng cú pháp giúp em. Là xả kho 58 kèm số điện thoại nha các chị nhá. Xả kho 58 à, toang kho 58 kèm số điện thoại 79.000. Toang luôn 58.
79.000. To kho 58 kèm số điện thoại giúp em 79.000 đồng ạ. To kho 59 là một set BGR. Comment là kiểm tra đơn kèm số điện thoại. Các chị nhá, nếu đơn hàng đi từ 5 ngày các chị chưa nhận được thì comment là kiểm tra đơn kèm số điện thoại được chưa ạ? Mã tiếp theo lên đơn cho em là mã hàng 59. Toang kho 59 giúp em, ai lấy các chị lên đơn ạ? À? Toang kho 59, ai lấy các chị lên đơn giúp em này. Một bản LA của nhà MLB giúp em này của nhà em là cả set. Em này của nhà em là cả set nhé. Toang kho 59 kèm số điện thoại giúp em. Đây ạ, à, siêu đẹp. 59, 159, 159 cho mã hàng. Toang kho 59 kèm số điện thoại 159.000. Các chị comment cho em là toang kho 59 gồm đơn. Ok, em nhận đơn này. Toang kho 59 nhá mọi người nhá. Ok la luôn, toang kho 59. Logo thêm nổi ạ. Logo thêm nổi cho em, ok. Ok, toang kho 59 dồn đơn. Ok la. Toang kho 59 kèm số điện thoại. Rồi, ok, em lên nốt cho các chị một mã cuối cùng. Bán tặng các chị chỉ bằng lẻ luôn. Thôi bỏ qua rồi. Toang kho 60. Toang kho 60 cho em, ai lấy các chị lên đơn ạ? À? Toang kho 60 là váy vịt xinh lắm. U là trời. Toang kho 60 là váy vịt cho em rất là xinh. Các chị comment đúng cú pháp cho em là toang kho 60 kèm số điện thoại. Toang kho 60 kèm số điện thoại em kỷ niệm các chị. Toang kho 60 133.000. 133 nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn, váy vịt rất là xinh. Chất mát lắm, váy này có túi này. 133.000. Váy suông có túi này. 133.000 ạ. À. Toang kho 60 kèm số điện thoại. Ok các chị yêu ơi. Toang kho 60 giúp em nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn cùng cú pháp là toang kho 60 kèm số điện thoại ạ. À. Siêu đẹp. Ok. 133.000. Toang kho 60 133 rẻ nhỉ. Toang kho 60 133.000 rẻ nhỉ mọi người nhỉ. Toang kho 60 cho em 133.000. Ok. Ok ạ. À. Toang kho 60 kèm số điện thoại. 133.000 đồng, ok nha các chị nhá. Rồi các chị lên nốt đi ạ. Dồn đơn ok ạ. Dồn đơn toang kho 60 ok nhá. Các chị ơi, các chị có đơn các chị để ý điện thoại giúp em nhá. Các chị có đơn các chị để ý điện thoại giúp em. Ngày mai nhân viên nhà em sẽ gọi điện chốt đơn ạ. Ngày mai nhân viên nhà em sẽ gọi điện chốt đơn nhá mọi người nhá. Ok la này. Em nghỉ nhá mọi người ơi. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở buổi livestream ngày hôm sau nhé mọi người nhé. Bye bye mọi người ạ. Phê phết nhỉ. Mặc cáo đây chắc rất là thích nhá. Rồi, ok la chưa? Mạng ổn định chưa ạ mọi người ơi? Mạng ổn định chưa ạ? Các chị thấy mạng có ok không ạ? Các chị comment cho em là ok nhá mọi người. Mọi người ơi, mọi người